chào các thính giả thân mến, trong trăm ngàn kênh đọc truyện trên mạng vậy mà bạn lại thấy được video này của mình, đó là thông điệp của vũ trụ gửi đến chúng ta rất có duyên, còn chờ gì nữa mà bạn không bấm một like để ngày mai trúng số, cho một chia sẻ gia đình vui vẻ, sức khỏe dồi dào, làm việc gì cũng thuận buồn xuôi gió, cảm ơn bạn, mời bạn bắt đầu nghe truyện chương 101, lợi hại, nương tử của ta, chu gia giờ phút này không có khả năng làm to, chỉ làm như một nhà thường dân tổ chức trong hai ngày tới ngày thứ ba liền an tán nhập phần mộ tổ tiên. Trong triều thương nghị cũng định xuống, từ xung quanh triệu tập năm vạn đại quân tiếp viện thổ phiền. Chiến sự lần này nên tốt chiến tốt thắng, điều chỉnh sách lược chiến đấu, phái người đến la thành thương nghị bí mật với đại phi Mai Tư qua hòa thân trước kia, cùng nàng trong ứng ngoài hợp, cùng nhau ép tán phổ thanh long tân nhiệm xuống. Không mong tiêu diệt thổ phiền, chỉ hy vọng nhanh chóng lấy đầu thanh long, nâng đỡ nhi tử của Mai Phi tiếp nhận vị trí tán phổ đổi lấy hòa bình hai nước, Chu Lãng đã xin hoàng thượng chờ lệnh xuất chinh, phụ thân bị chặt đứt một tay, trọng thương hôn mê, hắn ở nhà sao có thể đợi tiếp được. Tịnh Thục đương nhiên không nỡ để hắn đi mạo hiểm, nhưng nàng cũng hiểu rõ, thân làm nhi tử, sao có thể chịu nhìn phụ thân sống chết không rõ. Hai năm qua Chu Lãng đã lãnh binh, mà công lao cũng nhiều, nhưng dù sao hắn cũng còn trẻ, trong nhà lại gặp đại nạn, hoàng thượng lo lắng để hắn chỉ huy trận chiến sự này phong làm định viễn tướng quân tứ phẩm, lệnh hắn mang vật tư nhanh chóng đến thổ phiền tiếp viện, sau khi tới, liền đem binh phù giao cho quách dực, vẫn là do quách dực chỉ huy chiến sự, chỉ là sứ giả đi la thành cùng mật hội với Mai Tư còn chưa chọn ra được, theo lý mà nói để người Mai gia đi là tốt nhất, nhưng ca ca của Mai Tư là Mai Đồ với đường đệ Mai Tân đều vô năng. Mấy người cháu trai trong nhà cũng không dùng được, chỉ sợ chưa vào được địa giới thổ phiền, đã bị phát hiện rồi chu lãng từ ngự thư phòng đi ra đã cau mày vì báo thù cho phụ thân muốn đánh thắng trận này sứ giả mật hội với mai tư là cực kỳ quan trọng tư mã duệ đón gió tuyết đến vỗ vỗ bả vai chu lãng ấm giọng nói a lãng ta nợ huynh một điều kiện còn chưa hoàn thành để cho ta cùng huynh đi thổ phiền một chuyến đi mai phi là cô cô ta ta đi là thích hợp nhất nhưng mà ngươi tân hôn chưa tới một tháng chu lãng nhìn chầm chầm mặt đất không đành lòng nhìn hắn kỳ thật hoàng thượng cửu vương bọn họ đều hiểu người thích hợp nhất là tư mã duệ hắn văn võ song toàn giỏi thuyết phục lại là người thân của mai phi đương nhiên có thể lấy được lòng tin của nàng mà hai năm trước tư mã duệ vì tìm kiếm muội muội tư mã đại từng xâm nhập thổ phiền cũng có chút hiểu biết về địa hình nơi đó chỉ là hắn là con trai độc nhất của thừa tướng lại mới tân hôn xong hoàng thượng cùng các vương gia đều được tư mã thái phó dạy bảo mà lớn lên cùng một người dạy bảo với thừa tướng tư mã thanh vân đương nhiên ngại mở miệng nếu tư mã duệ chủ động xin lệnh vừa vặn liền mở ra khúc mắt của mọi người hoàng thượng lập tức phong chức quan ban cho hắn vật tư cần thiết lệnh cho lập tức khởi hành lúc hạ nhân thu thập hành lý khả nhi kéo tay hắn nhìn hắn cười chàng nhất định sẽ cực kỳ thuận lợi phu quân của ta là người thông minh nhất trên đời chút việc nhỏ này nhất định không làm khó được chàng ta ở nhà chờ chàng trở về nhớ mang chút đặc sản về cho ta nếu bất tiện thì không mang theo cũng được ta nàng muốn nói với bản thân rằng phải muốn cười đừng khóc khóc là điềm xấu nhưng sắp nhịn không được rồi tư mã duệ sờ sờ đầu nàng cười nói ta rất nhanh sẽ trở về nàng ở nhà giúp ta chăm sóc tổ mẫu để lão nhân gia mỗi ngày đều vô cùng cao hứng, được chứ? Khả Nhi dùng lực gật đầu, được, ta bảo đảm có thể làm được. Tư mã duệ bên này tân nương tử khó bỏ, chu lãng bên kia kiều thê con nhỏ lại càng không bỏ xuống được. chu lãng ôm từng đứa một, nhìn đứa này, hôn nhẹ đứa kia, không nở giao cho nha hoàng, lại ôm lấy nữ nữ từ trong tay nương tử, nữ nữ, phụ thân đi đón gia gia con về, con ở nhà phải ngoan ngoãn nghe lời mẫu thân nói phụ thân rất nhanh sẽ trở về, đôi mắt tịnh thuộc ướt đẫm, một câu cũng không nói nên lời. Phu thê quách khải đến tiễn, trần thần nói, để yên tâm đi đi, trong nhà ta sẽ thường tới giúp tịnh Thục Tiểu tứ bối nhi cũng cảm nhận không khí ly biệt, vỗ ngực nhỏ nói, ta sẽ để ý bọn nhỏ, mỗi ngày đều đến xem nữ nữ. Tiểu nam tử hán nói một câu làm nở nụ cười mọi người, giảm bớt áp lực. Quách khải vỗ bả vai chu lãng nói, sau khi đến nơi, xem tình huống, nếu còn cần nhân lực, lập tức đưa chiến báo tới kinh, chúng ta còn có không ít huynh đệ muốn cùng đệ đi giết địch đấy." Chu Lãng gật đầu, "Yên tâm đi, ta sẽ không làm hỏng thời cơ chiến đấu, càng không bởi vậy mà không để ý tới tính mạng của mình." Già trẻ trong nhà liền nhờ hai người chiếu cố, lần này không thiếu các huynh đệ tốt chủ động xin lệnh, Tống Đại ca cùng La Thanh đều ở bên cạnh ta, lại có Tư Mã Duệ tương trợ, cứ yên tâm đi." Đôi mắt hắn thâm sâu nhìn về phía nương tử, dùng lực nhéo nhéo bả vai mềm mại của nàng, tịnh thục, ủy khuất nàng rồi, chờ ta trở lại, sẽ bồi thường. Ta không cần chàng bồi thường, ta chỉ muốn chàng bình an trở về. Tiểu nương tự nước mắt vỡ đê rơi xuống, nàng không muốn khóc, nhưng nàng không nhịn được, yên tâm đi, nhất định. Nàng cũng phải thật tốt. Chu lãng dùng lực cầm tay nàng, xoay người rời đi, nếu còn không đi, hắn sợ hắn không nở đi tiếp, ăn gió nằm sương, ngày đêm thần tốc, khi đuổi tới thổ phiền, Chu Lãng đã gặp được phụ thân mới xa cách, cánh tay phải của ông đã mất, lụa trắng băng bó bày lên vẫn còn vết máu đỏ sậm, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, môi khô nứt, tóc đã điểm trắng, đến quách dực cũng không đành lòng nhìn thẳng, nói với Chu Lãng, quân y nói nếu mấy ngày nữa tái vẫn chưa tỉnh lại, khả năng sẽ mê man cả đời, ngươi nói chuyện với hắn đi, phụ thân ngươi nhớ nhất chính là ngươi. Chu lãng vừa thấy nước mắt liền rơi xuống, trước làm diễn quận vương mặc dù không bằng cửu vương, quách dược quai hùng bức người, nhưng cũng được cho là tuấn nhã lỗi lạc, là vương gia văn võ song toàn lại kim tốn. Mà hiện giờ, phụ thân, phụ thân người tỉnh lại đi, nhi tử bất hiếu, sớm nên tới hỗ trợ phụ thân một tay, lại an phận ở một góc, luôn kiếm cớ cho mình, phụ thân, người có thêm cháu rồi, nương tử con sinh một đôi long phượng thai, nữ nhi gọi là chu nguyên sang nhi tử chỉ có tiểu danh là tiểu bối sát, là vì ngày đó sinh ra khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, nữ nữ nói hắn giống vỏ sò, còn chờ người đặt tên đó, phụ thân, người tỉnh lại, con là A Lãng đây, mấy năm nay ở chung thì ít mà xa cách thì nhiều, phụ thân, người mau tỉnh lại, về nhà dạy bảo các cháu giúp chúng ta đi, có được không? Chu Lãng nức nở khóc lóc, nắm thật chặt tay trái của ông. Nước mắt cuồn cuộn rơi xuống ngón tay khô khốc của ông, bỗng dưng. Đầu ngón tay giật giật. Chu Lãng đột nhiên ngẩng đầu, kinh hỉ nhìn mắt phụ thân chậm rãi mở ra. A! À. Lãng. Thanh âm thàn thàn, Chu Lãng xoay người lại lệnh cho hạ nhân mau mang nước lại, uống nửa chén nước ấm xuống, thần sắc Chu Thiêm khôi phục được mấy phần. A à. Lãng, phụ thân vô dụng, muốn dựa vào quân công lấy lại tước vị cho con, lại. Lại, khóe mắt Chu Thiêm khô khốc giật giật, lại một việc cũng không thể rơi xuống trong mắt hỗn độn làm cho chu lãng càng thêm chua xót. A à lãng, con vẫn hận ta sao? Chu lãng cắn môi liều mạng lắc đầu, phụ thân, sao con có thể hận người? Trước kia là con không hiểu chuyện, cảm thấy được ai cũng bất công. Hiện giờ con cũng có ba đứa bé rồi, mới hiểu được trong lòng bàn tay, Mua bàn tay đều là thịt, ai cũng không nở khắc khe. Nhị ca con cho dù chẳng ra gì, nhưng làm phụ thân làm sao có thể nhẫn tâm nhìn chính mình con trai ruột, khụ khụ a à lãng con ở tây bắc vài năm phụ thân không phải không nhớ con là vì ta tin tưởng cậu con sẽ chiếu cố con cực kỳ tốt ngược lại ở nhà khụ khụ thân thể chu thiêm suy yếu lập tức nói rất nhiều thanh âm cũng run rẩy chu lãng nắm thật chặt tay trái phụ thân gật đầu nói phụ thân người không cần phải nói nữa ta đều hiểu người cứ nghỉ ngơi đi dưỡng thân thể trở về nhìn tôn tử tôn nữ một cái an hưởng tuổi già dàn xếp cho phụ thân xong, Chu Lãng đến màn trướng giữa đội tìm quách dực tham thảo quân tình. Lúc đánh giặc hai bên đều ngóng trong tốc chiến tốc thắng, nhưng chiến tranh nào có dễ dàng như vậy, dù là đại quân phí hết tâm huyết, lại có tư mã duệ tại thổ phiền liên hệ tốt nội ứng ngoại hợp, trận này cũng dằn co 8 tháng mới hoàn toàn bình ổn, và một lần vượt mọi khó khăn gian khổ trong chiến đấu, tán phổ thanh long thua lui về đỉnh Tangula dãy núi ni an kim tangula là một trong những dãy núi chính của cao nguyên thanh hải tây tạng đi ngang qua phần trung tâm và phía đông tây tạng và tiếp tục kéo dài về phía đông của núi genz các lão tướng trong quân đều đã mỏi mệt không chịu nổi cũng sợ ở cao nguyên rất khó thở không có khí lực là chu lãng mang theo một đội binh tướng trẻ tuổi đi lên núi đỉnh chém thủ cấp thanh long trở về thổ phiền lập tam đệ của thanh long nhi tử mai phi làm tán phổ tân nhậm về sau biên giới hòa bình, chiến sự bình định, lòng nhớ nhà của Chu Lãng càng tăng thêm. Ngoán một cái đã qua 8 tháng, tuy tịnh thục từng viết hai phong thư tới báo bình an, nhưng hắn vẫn rất lo lắng, nương tử mảnh mai như thế, một người trong ba đứa nhỏ, còn phải chiếu cố tổ mẫu bệnh nặng nằm trên giường, nhị thúc suy sụp, đường đệ yếu đuối, còn thêm chu Ngọc Phượng không hiểu chuyện, chu Sảo Phượng không biết điều, tiểu Kim Phượng, tẩu tử thẩm thị, một nhà nhiều người như vậy, ngẫm lại liền đau đầu. Chu lãng cùng tư mã duệ đi theo quách dực vào trong cung phục mệnh xong, liền vội vàng chạy về nhà. Lúc đi ngang qua phủ thừa tướng, chỉ thấy một lão ma ma đứng gấp rút xoa xoa tay, thấy tư mã duệ qua đến cửa, lo lắng tới nên đón, công tử, người trở lại rồi, thật tốt quá, đứa nhỏ sắp sinh rồi, người mau vào đi. Tư mã duệ ghiềm chặt cương ngựa, không hiểu nhìn bà một cái, đứa nhỏ đứa nhỏ nào ai nha bà tử vỗ tay một cái cười nói lão nô quên mất hơn nửa năm nay người ở thổ phiền không dám gửi tin cho ngài là thiếu phu nhân thiếu phu nhân thật sự là không chịu thua kém lúc người đi tân hôn chưa tới một tháng lại để thiếu phu nhân mang thai hôm nay có thể là đứa nhỏ biết phụ thân đã trở về vậy nên muốn ra rồi tư mã duệ sững sờ ở trên ngựa chớp mắt một cái không thể tin được nhìn về phía chu lãng chu lãng đã nghe rõ cười nói nương tử huynh chuẩn bị sinh con cho huynh, còn không mau vào xem, ngây ngốc ra đấy làm gì. Tư mã duệ bỗng nhiên phản ứng kịp, xoay người xuống ngựa liền chạy vào bên trong, bị vấp ở bậc cửa, thiếu chút nữa ngã quỳ rạp trên mặt đất, nhìn bộ dáng hắn nóng vội lo sợ không yên, chu lãng cười nhẹ, không khỏi nhớ tới lúc tình thục sinh đại nữ nhi, hắn cũng từ chiến trường trở về, sốt ruột không kém tư mã duệ hiện tại. Nghĩ tới đây, càng thêm nóng lòng muốn nhìn thấy thê nhi kéo cương ngựa muốn đi. Bà tử kia nói, Chu đại nhân không tiến vào ngồi một chút sao? Người, Chu lãng nóng vội khó nhịn, nào có tâm tư nghe bà nói chuyện, trách móc nói, nương tử người ta sinh hài tử ta đi nhìn cái gì, ta còn phải về nhà xem bọn nhỏ của mình. Dứt lời, liền đánh ngựa đi, bà tử nhìn bóng lưng nháy mắt đi xa, than thở nói, nhưng mà nương tử với hài tử của người đều ở trong này mà tư mã duệ một đường chạy như điên xông qua cửa viện chạy đến trong sân mình liền nghe một tiếng trẻ sơ sinh khóc lên chúc mừng thái phu nhân phu nhân là một tiểu thiếu gia bà mụ nhanh nhẹn ôm lấy đứa bé giao cho mai thị vừa quay đầu đã thấy tư mã duệ vọt vào duệ nhi con trở về vừa lúc mau đến xem nhi tử của con đi mai thị ôm hài tử vui mừng cười toe toét hai tay thái phu nhân tạo thành chữ thập liên tục niệm phật tư mã duệ nhìn thoáng qua tiểu hài tử trắng trẻo mập mạp gật đầu kích động nói không ra lời chỉ liên tục nói tốt tốt hắn vội vàng nhìn về phía nương tử nằm trên giường chậm rãi đi đến bên giường ngồi xuống cầm lấy khăn mềm bên gối nhẹ nhàng lau mồ hôi giúp nàng khả nhi lan trạng nguyên luôn có khả năng biện luận cũng không biết nói cái gì cho phải khả nhi vốn mệt không có khí lực nhưng vừa nhìn thấy phu quân cửu biệt trùng phùng bình an trở về hai mắt lập tức hiện lên ôm nhu duệ ca ca chàng xa nhà một chuyến trở về, ta đã sinh cho chàng một nhi tử rồi, có phải rất lợi hại hay không? Đúng, đúng, khả nhi của ta. Thật lợi hại. Mắt tư mã duệ ướt ướt, nhẹ nhàng nâng mặt nàng lên, như là nâng tuyệt thế trân bảo, không để ý mọi người ở đây, cuối người in lên trán nàng một nụ hôn. Chu lãng vội vã chạy vào trong nhà, lúc hắn tiến cung phục mệnh, tống chấn cương cùng La Thanh đã đưa Chu Thiêm trở về, trong nhà chính trưởng công chúa cùng nhi tử ôm nhau khóc trống những người khác của chu gia cũng yên lặng lau nước mắt chu lãng chạy vào trong nhà nhìn một vòng vậy mà không có nhìn thấy bóng dáng của tiểu nương tử với ba đứa nhỏ một dự cảm xấu ập đến nàng làm sao rồi đi đâu rồi sẽ không phải là bị người ta hãm hại rồi chứ phi chu lãng thầm mắng mình một câu sao có thể đoán mò như thế tam phu nhân đâu tiểu thư đâu Quản gia thấy Tam gia hỏi, vội vàng đáp, sáng sớm phủ thừa tướng phái người tới đưa tin, nói là thiếu phu nhân nhà họ sắp sinh hài tử, mong Tam phu nhân mau qua xem muội muội chút. Chu Lãng thở ra một hơi, lúc này trong lòng mới kiên định xuống, tổ mẫu, phụ thân, hai người nói chuyện đi, ta đến phủ thừa tướng đón mẫu tử tịnh thục về, để cho phụ thân nhìn tôn tử tôn nữ một cái. Chu thêm gật gật đầu, để cho hắn đi. Vừa mới đi tới cửa, chỉ thấy màn nhíu lại, một tiểu cô nương mặc váy màu hồng nhạt chạy vào. Nàng chạy gấp gáp, thiếu chút nữa đụng vào chân Chu Lãng, nữ nữ. Chu Sáng mừng rỡ, ông lấy nữ nhi, dùng cầm đầy râu mới mọc cọ, cọ cọ gương mặt mềm mại của nàng, phụ thân, con rất nhớ người nha. Nữ nữ chớp chớp mắt to ngây ngô nhìn rõ người trước mắt, ông cổ phụ thân, dẫu miệng nhỏ lên làm nũng, Chu Lãng sửng sốt, quả thực không thể tin được một màn trước mắt nữ nhi mới nhỏ như vậy, vừa đi đã hơn nửa năm, vậy mà nàng có thể liếc mắt một cái liền nhận ra được. Một mình tiểu nha đầu đã khiến hắn coi là kỳ tích, lại không nghĩ rằng được tịnh thuộc ôm tiểu bối sát cùng thải mặt ôm tiểu sang sang trong lòng, hai đứa nhỏ cũng đều ngọt ngào hô lên, phụ thân. Phụ thân, lúc hắn rời đi, này hai đứa nhỏ vẫn còn chưa tới trăm ngày, hiện giờ cũng chưa đến một tuổi, bọn chúng ngày đêm ở cùng mẫu thân, có thể học được gọi nương cũng không hiếm lạ, vậy mà lại có thể học theo nữ nữ gọi phụ thân, quả thực là không thể tin được, tịnh thục, bọn nhỏ, bọn nhỏ lại có thể nhận ra ta. Chu lãng kinh ngạc vui mừng tới miệng không khép lại được, tiểu nương tử ôm ôm nhu nhu nhìn hắn, dù cho có nhiều người ở đây như vậy, ánh mắt một khắc cũng không nở rời khỏi. Đợi về phòng ta sẽ nói với chàng, ta đi bái kiến phụ thân, lúc này chu lãng mới đem nữ nữ đặt trên đất, ông lấy tiểu bối sát cùng tiểu sang sang, hai tay mỗi bên một đứa, ông đến trước mặt Chu Thiêm, phụ thân, người coi, đây là đại tôn tử của người, chờ tổ phụ đặt tên đấy. Chu Thiêm vương cánh tay trái run rẩy ra, được trưởng công chúa giúp đỡ ôm hài tử đến trên đùi, hài tử trắng trẻ mập mạp như cục bột, vương tay nhỏ ra bắt lấy chồng râu của Chu Thiêm. Tịnh thục ở một bên ôm nhu nói, tiểu bối sát, mau gọi gia gia, gọi gia gia, gia, gia. gia cục bột nhỏ ngoan ngoãn gọi một tiếng miệng đầy mùi sữa chu thiên rưng rưng cười gật gật đầu nức nở nói tốt tốt quá sinh thời còn có thể nhìn thấy tôn nhi thật sự là cảm thấy mỹ mãn rồi không ủng công ta khổ sở chống đỡ đoạn đường này chỉ tiếc thân thể này của ta sợ là không chống đỡ được năm đợi khi gặp được văn tích ta liền nói với nàng hiện giờ a lãng trưởng thành có tiền đồ còn có tiểu tôn tử khỏe mạnh tháo khỉnh bộ dạng giống y với a lãng trước đây chữ bội rất hay liền gọi là chu bội đi hy vọng các ngươi về sau thuận đường xuôi gió làm ít công lao để cho chu gia chúng ta càng lúc càng rạng rỡ phụ thân hôm nay ở trong cung thánh thượng đã ân chuẩn thái y tới trị thương cho người nói vậy rất nhanh thân thể sẽ tốt lên rồi chu lãng nhẹ khuyên bảo đang nói chuyện liền nghe thị vệ bên ngoài cao giọng báo hiệu cửu vương đến từ khi chu gia phạm phải sai lầm lớn cửu vương liền không có tới nơi này hôm nay hắn niệm tình nghĩa lúc nhỏ mang theo người đến xem chu thiêm thời gian như qua rất nhanh đảo mắt cảnh còn người mất đã trôi qua hơn nửa cuộc đời đã từng là thiếu niên cưỡi ngựa đạp gió hiện giờ lại mất một cánh tay râu tóc cũng bạc trắng bộ dáng bộ dáng cửu vương xem ở trong mắt đau ở trong lòng đêm đó cửu vương tiến cung gặp hoàng thượng nói tới tình huống hiện giờ của chu thiêm lệ rơi ngự thư phòng, chung quy hắn cũng là cháu ngoại chúng ta, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, mắt thấy mạng không còn dài, hoàng huynh, hà tất phải để hắn mang theo tiếc núi nhập phần mộ tổ tiên sao, hoàng thượng cao mày không nói gì, lại tự tay viết một thánh chỉ. Niệm tại chính tay chu lãng giết thanh long, có công lớn, chu thêm lập công chuộc tội, thân chịu trọng thương, hoàng ân mênh mông. Thưởng lại tước vị quận vương cho trưởng tử Chu Lãng Chu Gia, đổi phong hiệu thành hòa, ý là nhắc nhở người trong thiên hạ, gia hòa vạn sự hưng. Chu lãng sắp xếp cho phụ thân nghỉ ngơi xong, lại dặn dò hạ nhân trực đêm, mới vội vàng chạy về Lan Hinh Uyển, phu quân. Tịnh thục vui mừng đón chào, liền muốn cởi vạt áo hắn, Chu lãng cười khúc khích, thế nào? Nương tử gấp vậy, cái gì vậy, chàng đừng hiểu sai, ta là muốn xem chàng có bị thương không. Tiểu nương tử mặt đỏ lên, dừng động tác trên tay lại, nào, phụ thân cởi y phục ngủ một giấc nào trên giường một thanh âm non nớt truyền đến chu lãng không khỏi sửng sốt nữ nhi cũng muốn hắn cởi y phục tịnh thục bỗng nhiên miếng môi nở nụ cười đẩy hắn đến bên giường không phải chàng muốn biết vì sao bọn nhỏ có thể nhận ra chàng sao chàng đi nhìn một cái liền biết chu lãng ngoái đầu nhìn nương tử biểu tình bí hiểm một cái tò mò đi đến bên giường này này nàng lại Chu lãng lắc đầu cười khổ, cũng không biết nói cái gì cho phải. Trên giường ba tiểu hài tử đang ngồi vây quanh một người vải, tiểu nha đầu đang ở ra sức cởi áo ngoài cho hắn, tiểu sang sang ngồi chồng hổn ở trên giường, dùng bàn tay trắng nõn vuốt sợi tóc đen của hắn. Còn tiểu bối xác, dùng đôi tay nhỏ không đủ lực cầm ngón chân của hắn, người vải ngũ quan rất là tinh xảo, sống động đó chính là vẻ mặt của Chu lãng, nàng làm người vải thay ta, cho bọn nhỏ chơi chu lãng cười khổ quay đầu hỏi ta sợ bọn nhỏ quên phụ thân liền theo bộ dáng của chàng lên để bọn nhỏ ngày ngày chơi đùa cùng phụ thân tịnh thục nén cười nhìn về phía hắn nhìn hắn xem có tức giận hay không thiệt thòi nàng nghĩ ra chu lãng bị chọc cười vui vẻ kéo nương tử ôm ấp ở trên đùi cắn vành tai của nàng nói vậy còn nàng có phải buổi tối cũng cần phải ôm hắn mới có thể ngủ không mấy ngày nay ta vẫn lo lắng cho nàng với bọn nhỏ hiện giờ xem ra sắc mặt nàng hồng hào, ngực to eo nhỏ, càng chọc người hơn so với lúc ta đi rồi. Hôm nay ở phòng chính, ta thấy xảo phượng với chu thắng cũng rất thân thiết lại không mất cung kính với nàng, xem ra phu nhân của ta ở nhà đã rất có uy nghiêm rồi. Trên miệng hắn nói xong, trên tay cũng không thành thật, chui vào chỗ không nên mà sờ loạn không ngừng. Tịnh thục lắc lắc thân thể trốn lại tránh không khỏi, chủ động đem yêu thương nhung nhớ, đem bộ ngực mềm nhũng cao ngất trước ngực dán tại trên ngực hắn, mới được dịp nói chuyện tiểu hoàng đi rồi lúc trời đi nói ra bí mật năm đó hóa ra là nhị thẩm làm hại mẫu thân cùng đại ca mà nàng ta nói chàng đã sớm có đủ chứng cớ chỉ không có bỏ ra thôi tổ mẫu nói chàng là vì chu gia mới một mình chịu đựng là vì để cho nhị thúc cùng chu thắng trong lòng không có khúc mắt bọn họ liền thật tâm thật ý ủng hộ chàng đương nhiên cũng đối xử với ta tốt hơn nhiều so với trước kia chu lãng gật đầu vậy còn xảo phượng a xảo phượng đã hết hy vọng với đại biểu ca quách chinh xảy ra chuyện như vậy trong lòng nàng cũng không chịu nổi lúc nàng khó khăn nhất có thị vệ bên cạnh vẫn không rời bỏ nàng cho dù nàng vô lý không hiểu chuyện thế nào thị vệ kia vẫn vô cùng tốt với nàng về sau nàng mới biết được thị vệ kia lớn lên từ nhỏ với nàng tình cảm đã sớm khắc sâu nàng lén chạy tới hỏi ta làm sao bây giờ có phải bỏ trốn là tốt nhất không ta cảm thấy được nếu nói nàng cùng đại biểu ca đã hòa ly cũng không tốt với mặt mũi hai nhà, không bằng nói đã khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời huyền ảo, muốn xuất gia tu hành, để đại biểu ca cưới người khác, nàng cũng có mai danh ẩn tích song túc song phi, ta cũng không biết cách này có dùng được hay không, đã nói chờ chàng trở về để chàng quyết định, nàng cảm giác ta là thật lòng suy nghĩ cho nàng, với ta càng lúc càng hòa hợp rồi, lợi hại, nương tử của ta. Đã có thể vừa chiếu cố bọn nhỏ lẫn chính mình, có năng lực thu phục cả nhà trên dưới, người nương tử này của ta, không ai có thể theo kịp rồi. Chu lãng kêu bà vú tiến vào ôm bọn nhỏ đi, khẩn cấp đè nàng ở trên giường, chuyện của bọn họ sau này hãy nói đi, hiện giờ chỉ nói chuyện của chúng ta. Ta cho nàng xem trên người rốt cuộc có bị thương không, nàng đó, dụ dỗ ta y như đêm tân hôn vậy, làm cho ta muốn làm tân lan lần nữa rồi. Tịnh thục đỏ mặt không chịu động thủ, ta chưa từng dụ dỗ chàng rõ ràng là chàng. Là chàng thích ta trước, đúng, là ta thích nàng trước, kỳ thật. Từ đêm động phòng hoa chút đó, lúc vén khăn vang lên nhìn cái đầu tiên liền thích rồi. Tiếc núi lớn nhất đời này chính là không thể cho nàng một đêm động phòng hoa chút viên mãn, nếu như có kiếp sau, tịnh thục, ta nhất định cho nàng một đêm động phòng hoa chúa đẹp nhất. Hắn si ngốc nhìn nàng, đem nụ hôn nóng bỏng khắc ở bên má nàng, trên cổ say gáy tiểu nương tử thở gấp liên tục, mềm giọng nói, chỉ cần chàng ngày ngày ở nhà thì tốt, ta, tịnh thục, này không phải dụ dỗ thì là cái gì? Ngày ngày ở nhà, hàng đêm hoang hảo đúng không? Cũng được, về sau chúng ta mỗi đêm đều động phòng, dùng một đời một kiếp ân ái cho nàng hiểu rõ trái tim của ta. Chương 102, Ngoại truyện, Tấn công chiếm đóng, tháng tư năm nhâm tuất, Quách Khải từ An Đông làm đại đô hộ hồi kinh, làm thái tử thiếu bảo trưởng tử Quách Trí Dũng đã 17 tuổi, dáng vóc còn mạnh hơn một chút so với phụ thân, đi đường đều rất uy vũ. Mới vừa về đến nhà, liền đem kỳ trân dị bảo mình vơ vét được ở An Đông ôm đi, chạy tới phủ hòa quận vương. Nữ nữ, mau đến xem, ca ca mang đồ tốt đến cho muội này. Tiểu tử sải bước đi vào chi lan viên, thẳng đến khuê phòng của tiểu cô nương. Biểu thiếu gia, đại tiểu thư không ở nhà, quận vương phi mang nàng đến phủ thừa tướng rồi tiểu nha hoàng canh cửa đáp đến đó làm gì khi nào thì trở về tiểu tử mất mát tiểu nha hoàng mất mấy môi muốn nói lại thôi chung quy là sợ hãi chỉ nói một tiếng không biết quách trí dũng nhìn cẩu thả kỳ thật là cẩu thả nhưng rất tin nhìn không có gì không đúng liền không nói thêm gì ông một đống hồng đi ra ngoài đến cửa viện nói nhỏ với gã sai vặt cho ngươi một viên trân châu đông hải đến hỏi hỏi tiểu nha đầu kia có phải có chuyện gì mà ta không biết hay không gã sai vặt thông minh lanh lợi không bao lâu liền chạy ra bẩm báo với chủ tử mặt quách trí dũng liền đen lại về đến nhà mẫu thân đang xem sổ sách phụ thân ngồi ở một bên dùng trà hai người câu được câu không nói chuyện vô cùng thân thiết hài hòa quách trí dũng ầm một phen ngồi ở trên ghế bộ dạng như gặp thâm thù đại hận quách khải nhìn sắc mặt nhi tử nở nụ cười lúc này vừa mới trở lại kinh thành ai đã trêu chọc quách đại thiếu gia nhà chúng ta rồi hả? Trần thần cũng chăm chú nhìn nhi tử, miếng môi không nói chuyện, trong lòng đã đoán được vài phần. Quách trí dũng nhìn biểu tình trêu tức của phụ mẫu, càng thêm tức giận, hai người, hai người từ nhỏ bảo con chiếu cố muội muội, chiếu cố muội muội, hiện tại muội muội lớn rồi, lại phải gả cho người khác, các người. Cứ như vậy mà bắt nạt con sao? Trần thần thổi phù một tiếng nở nụ cười, quách khải lại thần tình lờ mờ hỏi, ai cơ ai bắt bạc con rồi hả từ từ gã gã cái gì trần thần chỉ cười không nói quách trí dũng rốt cục thiếu kiên nhẫn nghe nói tân khoa bản nhãn là một công tử chưa tới hai tuổi xuất thân thôi thị gia tộc quyền thế bộ dáng cũng được biểu thẩm biểu thẩm muốn để nữ nữ gã cho hắn a à, quách khải rốt cục đã nghe ra bật cười gật đầu nói nhi tử thôi gia đều có tri thức hiểu lễ nghĩa hẳn là không tồi. Biểu thẩm con đã có ý này, đối với nữ nữ mà nói cũng là chuyện tốt, làm biểu ca con đây cũng có thể yên tâm rồi. Tứ bối nhi tức tới lập tức từ trên ghế nhảy dựng lên, hung tận trừng mắt liếc mắt nhìn phụ thân một cái, xoay người liền đi ra ngoài, quay lại. Trần thần rốt cục đã lên tiếng, quách trí dũng dừng bước, cũng không đồng ý quay đầu, hai người không cần quản nhi tử sống chết nữa, con tìm đỉnh núi xuất gia làm hòa thượng nếu còn muốn cưới nữ nữ không muốn kết hôn liền thành thành thật thật quay lại ngồi xuống cho ta trần thần nói quách trí dũng ở trong lòng suy nghĩ một phen cảm thấy dù sao mẫu thân túc trí đa mưu cho dù biểu thẩm có ý định kia chỉ cần mẫu thân muốn kết thân khẳng định có thể để nữ nữ cùng hắn về nhà chung một nhà liền xoay người ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh mẫu thân là biểu thẩm con giáp mặt nói với con như vậy không phải là con hỏi thăm được từ miệng tiểu nha hoàng, biểu thẩm mang theo nữ nữ đến phủ thừa tướng, khả năng chính là muốn hỏi dượng nàng một chút, vị công tử kia như thế nào. Biểu thẩm từ trước đến nay đều thích người có vẻ nho nhã, nhưng con lớn lên lại như vậy, làm sao bây giờ? Bốn bối nhi thần tình ủy khuất, trần thần đem sổ sách bỏ sang một bên, bắt đầu chuyên tâm nói chuyện với nhi tử, với giao tình của hai nhà chúng ta, nếu là nhà chúng ta đi cầu thân, biểu thúc, biểu thẩm con đương nhiên cũng không thể không nể mặt, nhưng mà, nha đầu nữ nữ kia đã ba năm không gặp, đã thành đại cô nương rồi, nếu nàng không có tình cảm nam nữ với con, chỉ coi con như biểu ca, không nguyện ý gả cho con, bảo cha mẹ sao nở ủy khuất nha đầu đó được, vậy làm sao bây giờ, quách khải vỗ đùi cười nói, trước tiên con phải làm nữ nữ thích con, chúng ta mới thuận tiện đi cầu thân được, tiểu tử ngốc, chút điểm này mà không nghĩ ra, sao có thể rước tiểu cô nương trong lòng về được, lúc trước ta theo đuổi nương con, khụ. Trần thần khụ một tiếng cắt ngang phu quân đang đắc ý, nói với nhi tử, con đó, tự mình cẩn thận suy nghĩ, cũng có thể đi hỏi mấy bằng hữu mới thành thân không lâu một chút xem, tuy nói đa số là lệnh của phụ mẫu, nhưng cũng không thiếu vì nhất kiến chung tình, mới để trong nhà đi cầu thân. Quách trí dũng nhíu mày rậm lại, tinh thần tỉnh táo, được, con cũng không tin con không lấy được nữ nữ tấn công kế thứ nhất phá hoại đào hoa bên ngoài trầm tháng tư là hội chùa tây sơn tự quận vương phi cao thị mang theo trưởng nữ chu nguyên gia đến miếu tháp hương ở sau điện trong vườn thực dược ngẫu nhiên gặp được hai vị công tử trẻ tuổi một vị là biểu ca chữ ngạn mãn của nữ nữ một vị khác lại chưa từng gặp mặt biểu thẩm đây là bằng hữu cùng trường con thôi cẩn học giỏi hơn con rất nhiều năm nay vừa đổ bản nhãn chữ ngạn mãn vội vàng giới thiệu, nữ nữ thẹn thùng cúi đầu, biết đây là mẫu thân an bài để gặp gỡ vị công tử kia rồi. Chỉ là, trước mặt người khác như vậy, sao có thể không biết xấu hổ nhìn hắn đây, cao thị nhìn vị công tử áo trắng phía đối diện hào hoa phong nhã, trắng trẻo nho nhã, lại có học thức, hài lòng khẽ gật đầu, nữ nữ cũng chậm rãi ngẩng đầu, vừa mới nhìn đến góc vạt áo màu trắng, liền bỗng nhiên bị một màu đen bao phủ, chăm chú nhìn tới, hóa ra là một chú chó ngao Tây Tạng đeo xích lớn sau gáy, lại tìm vị công tử tao nhã kia, đã biến mất, chiến thần. Nữ nữ kinh hỉ nói, chú chó ngao Tây Tạng lắc lư người, cái đuôi xù vui vẻ chạy đến bên cạnh nữ nữ, dùng đầu lưỡi liếm ngón tay nàng, đây là chó biểu ca nuôi 10 năm, đương nhiên là biết nữ nữ, 3 năm không gặp, thật đúng là rất nhớ nó, thôi cẩn, mau đứng lên. Chữ ngạn mãn kéo bằng hữu trên mặt đất đứng lên nữ nữ nhìn lướt qua trên mặt đất, vẻ mặt bạch y công tử vàng như nến, trong mắt hoảng sợ, hai tay trắng nõn đã dính bùn, được kéo lên lại không dậy nổi, cách lớp áo choàng cũng có thể nhìn thấy hai chân của hắn đang rung lên. Trong lòng tiểu cô nương cũng có chút không được tự nhiên, nàng còn không sợ chiến thần, một nam nhân lại sợ thành như vậy, biểu thẩm, nữ nữ. Quách trí dũng nén một bụng cười xấu xa, chắp tay sau lưng có vẻ trầm ổn đi tới, thôi công tử, xin lỗi chó của ta dọa đến ngươi rồi hắn duỗi tay ra nắm lấy cổ tay thôi cẩn dùng lực đem hắn từ trên mặt đất đứng dậy lại làm thôi cẩn kêu thảm thiết ngươi bỏ 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 ra thôi cẩn đứng vững lại xoa xoa cổ tay ửng hồng của mình đau nhe răng trợn mắt thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng xương kêu hắn cũng không biết hôm nay ngầm có ý thân cận cũng không có tận lực biểu hiện phong độ của mình quán trách nói con chó dữ này của quách công tử, vẫn nên giết sớm đi, miễn gây họa cho người. Quách trí dũng làm bộ làm tịch thở dài, nói với biểu muội nữ nữ, hắn muốn giết chiến thần. Chó ngao tây tạng như có thể nghe hiểu tiếng người, vĩ khuất ư ư một cái, ghé vào chân nữ nữ. Tiểu cô nương đã không vừa ý, trừng mắt chán ghét nhìn nam tử kia, mân mê miệng nhỏ nói, biểu ca, đừng để ý đến hắn, chiến thần cũng chỉ dọa hắn một chút, lại không cắn hắn sao đáng chết được, hừ. Lúc này thôi cẩn mới chú ý tới phía sau phu nhân còn có một vị cô nương, mà còn cô nương này. Quả thực đẹp như tiên, quách trí dũng không chút thách khí tiến lên một bước, chặn ánh mắt suy ngốc của người nào đó, biểu thẩm, bên kia có thầy tướng số, nghe nói tính cực kỳ chuẩn, con dẫn biểu muội đi xem chút. Lát nữa con sẽ phụ trách đưa nàng về nhà, ai da, con. Không đợi cao thị ngăn trở, tiểu tử kéo tiểu cô nương bỏ chạy phía sau một con chó ngao tây tạng cao hơn nửa người liến thoáng chạy theo tiết lộ tâm tình vui vẻ của chủ nhân chữ ngạn mãn nhìn quách trí dũng cao hửng lại nhìn thôi cẩn nhìn về bóng dáng phía xa che miệng cười nhẹ tấn công kế thứ hai người khác đều nói hai ta là trời sinh một cặp không phải ta nói biểu ca đừng chạy ta tiểu cô nương không theo kịp bước chân của hắn chạy đến rừng bồ đề liền không kịp thở rồi Quách trí dũng cảnh giác quay đầu nhìn một cái, xác định không ai đuổi theo, mới kéo tay áo ngoại lên, miễn cười dùng ống tay áo mình lau mồ hôi trên trán giúp nàng. Nữ nữ, ta cổng muội đi. Nữ nữ thở phì phò, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, bộ ngực lúc lên lúc xuống, nhìn hắn lặng lẽ nuốt xuống một ngụm nước miếng. Tiểu cô nương chậm rãi lắc đầu, đã lớn như vậy rồi, cũng không phải như trước kia, để cho hắn cổng được. Nàng xoắn suýt nhìn phía sau một cái, lo lắng nói, Mẫu thân nói, từ khi ta cập kê liền là đại cô nương, không thể chơi đùa giống như trước đây, còn có, huynh cũng là đại nam nhân, có chính sự phải làm, nương không cho ta đi chơi với huynh nữa. Quách trí dũng liếm liếm môi, rất nhanh đã tìm từ nói, ta có chính sự rồi, hiện tại ta là thị vệ đông cung, về sau còn có thể thăng quan, ta khẳng định, có thể nuôi gia đình. Ta Nữ nữ, hắn kìm nén đến đỏ mặt tí tai, vẫn không nên lời lời trong lòng. Kéo cổ tay nàng xoa xoa, lại thổi thổi giúp nàng, nói, chúng ta qua thầy tướng số bên kia đi, ta nghe nói có một người tên là trại thần tiên, tính cực kỳ chuẩn, ta muốn để hắn giúp ta xem tiền đồ. Nữ nữ rút tay về, nghe lời theo sát bước chân của hắn đi về phía trước, huynh còn xem tiền đồ sao. Mấy năm trước từ khi tân quân lên ngôi, cô cô huynh của huynh thành hoàng hậu nương nương, hiện tại huynh là thị vệ đông cung thái tử cùng thư đồng chức quan của bá phụ lại cao như vậy, tương lai huynh nhất định là tiền đồ vô lượng, ha ha. Giọng tiểu cô nương mềm mềm dẻo mềm dẻo, quách trí dũng nghe tới xương cốt đều mềm ra rồi. Muội, muội, cho dù về sau ta làm quan lớn, ta vẫn sẽ đối tốt với muội, giống như trước đây, ngoan ngoãn phục tùng, có được không? Được được, chỉ là. Mẫu thân nói, cập kê xong liền phải thành thân, gả cho người ta, liền không thể giống như trước đây chơi đùa cùng biểu ca nữa, trong lòng tiểu cô nương có chút mất mát, chỉ là cái gì? Tứ bối nhi ngây ngốc truy hỏi, tiểu cô nương lại miếng môi không chịu nói, đến chỗ quẻ bói, quả nhiên nhìn thấy. Bản cờ hiệu màu đỏ trại thần tiên đang phấp với, một vị râu tóc bạc trắng, bộ dáng thần tiên đang coi tướng số cho một vị cô nương, cô nương, nhân duyên của ngươi không tốt lắm ngươi sắp thân cận nam nhân là hổ trắng tinh hạ phàm, nếu thành thân với hắn, mỗi ngày không đánh tức mắng, mấu chốt là hắn khắc thê nha. Chật chật, cô nương xinh đẹp thiện lương như vậy, cũng không thể bị ác nhân hại được, cô nương sợ tới mức mặt trắng bệt, vội vàng hỏi, vậy thì phá thế nào? Cách phá giải chính là tìm nam tử mệnh thủy, ngươi là mệnh một, thủy sinh một thích hợp với ngươi. Lão nhân gia vân vê râu làm như vẻ thật liền gật gật đầu, cô nương cực kỳ cảm tạ rời đi nữ nữ nhìn biểu tình lo âu của nàng ta, cũng có chút sợ, nhưng nàng lại xấu hổ mở miệng hỏi người xem tình duyên. Tứ bối nhi nói, lão nhân gia, người cũng tính cho nàng đi, ta cũng lo lắng, nàng không biết nhìn người. Nào, nữ nữ rút một quẻ đi, nữ nữ giả bộ từ chối rút ra một que, chỉ thấy tứ bối nhi lắc lắc ống thẻ, cũng rơi xuống một que, lão gia tử vân vê râu nhìn nhìn, cười nói, công tử đừng chọc lão phu hai người các ngươi còn có cái gì có thể tính nữa này rõ ràng chính là mệnh phu thê tốt đẹp mà nữ nữ cả kinh tứ bối nhi vui vẻ này đây là biểu muội ta không phải nương tử ta có phải ngươi nhìn lầm rồi hay không cái tên trại thần tiên của lão phu cũng không phải hư danh nhiều như vậy năm chưa bao giờ nhìn lầm hai người các ngươi chính là trời đất tạo nên nhân duyên ba đời mau mau thành thân đi đừng nửa trì hoãn bảo đảm mỹ mãn cả đời được rồi đưa hai lạng bạc rồi đi nhanh đi, đừng chậm trễ người phía sau xem tướng số. Lão gia tử vẽ mặt chắc chắn, mấy đại nương chờ ở bên cạnh, nhao nhao gật đầu, đúng vậy, vị công tử này anh Tuấn cao ngất, cô nương mỹ mạo ôn nhu, thật sự là rất xứng đôi nha. Nữ nữ đỏ mặt chạy trối chết bước nhanh rời khỏi, tứ bối nhi vội vàng đuổi theo. Nữ nữ, chúng ta đi mua kẹo đường đi, trước đây muội thích nhất đấy, đó là chuyện của ba năm trước, ta đã lớn như vậy rồi, sao còn không biết ngại mà dơ mấy cái đó ăn chứ? Nữ nữ cuối khuôn mặt đỏ bừng xuống, sợ cái gì, muội muốn ăn liền ăn, ai dám nói muội, ta sẽ không tha cho. Nữ nữ lắc đầu vẫn không chịu, vậy, chúng ta mua mang về cho tiểu đệ muội ăn, chu bội mới sau tuổi, khẳng định thích ăn. Tứ bối nhi khuyên dục, kỳ thật nữ nữ cũng muốn ăn, chẳng qua cảm thấy mình là đại cô nương rồi, ăn cái này không thích hợp nếu mang về nhà vậy là có thể mang vào phòng ăn từ từ rồi hai người vui vẻ cầm mấy cây kẹo trong tay đều là nữ nữ chọn nàng thích cái nào tứ bối nhi liền lấy cái đấy nữ nữ đem bạc vụn trong túi mình ra hắn ở bên cạnh đã đưa một thỏi bạc ra rộng rãi cười nói không cần trả lại vừa mới xoay người rời khỏi thì gặp được hai vị công tử mặc y phục màu xanh cười nói tứ bối huynh hồi kinh rồi hả ba năm không gặp cưới nương tử xinh đẹp như vậy cũng không mời chúng ta uống rượu mừng. Công tử mặc y phục màu tím nói, xem ra quách thiếu gia cực kỳ yêu thương tiểu nương tử nha, lại còn mua kẹo đường cho nàng ăn. Quách trí dũng cười hắc hắc, thấy biểu muội xấu hổ đầu cuối thấp, vội vàng giải thích, không phải, này là chúng ta mang về dỗ tiểu hài tử. Hai người đối diện kinh hỉ cười, chắp tay nói, chúc mừng chúc mừng nha, đến hài tử cũng đã có, tiểu tẩu tử nhìn tuổi không lớn, như đóa kiều hoa, huynh phải kiềm chế chút nha ha ha, nữ nữ cực kỳ xấu hổ, xoay người rời đi. Tứ bối nhi vội vàng giải thích đuổi theo, các ngươi đừng nói bừa, đây là biểu muội ta, hôm nào nói chuyện sau nha, biểu muội cái gì, rõ ràng chính là đôi phu thê tân hôn ngọt ngọt ngào ngào. Người ở phía sau vẫn nhất quyết không tha kêu hô phía bọn họ, nữ nữ chạy như trối chết bước nhanh đi vào vườn anh đào, dựa một cây đại thụ hít thở, nữ nữ, ngươi đừng để ý, bọn hắn đều đã là bằng hữu thân thiết của ta, nói đùa có chút quá phận. Tứ bối nhi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nàng đỏ bừng, hận không thể hôn một cái, nữ nữ cối thấp đầu thấp giọng nói, mẫu thân nói đúng, chúng ta đã trưởng thành, không thể chơi cùng một chỗ, sẽ bị người nói xấu, ca ca, huynh đưa ta đến chỗ mẫu thân đi, ta về nhà cùng người, tứ bối nhi không để cho nàng đi, vội la lên, lúc này mới có một lát, muội muội, muội ăn kẹo đường đi, nơi này cũng không có người ngoài, ta cũng ăn một cái, sau đó ta sẽ đưa muội về, có được không? Ngươi ăn một cái đi, trước kia muội thích ăn cái này nhất, ta đặc biệt mua cho muội, ta muốn nhìn muội ăn một cái. Nữ nữ không chịu nổi hắn khẩn cầu, dùng đôi tay trắng ngoãn nhận lấy que kẹo, mở miệng nhỏ đỏ mọng ra một miếng lại một miếng ăn hết cây kẹo đường. Tứ bối nhi si ngốc nhìn cây kẹo bên cạnh đôi đỏ mọng kia, trong lòng đang kịch liệt đấu tranh, có nên thừa dịp hiện tại hôn nàng hay không, lỡ nàng nổi giận thì làm sao bây giờ, nữ nữ, ca ca có tốt với muội không, tốt. Nữ nữ không hiểu, ăn xong miếng cuối cùng, đem thẻ trúc ném xuống đất, tim tứ bối nhi đập loạn nhịp, tiến lên một bước, dùng ngón tay cái gạt vụn kẹo cạnh miệng, đưa vào trong miệng mình, thật ngọt, huynh. Nữ nữ xấu hổ, quán trách liếc mắt nhìn hắn một cái, đem linh hồn nhỏ bé của hắn câu đi rồi, nữ nữ chúng ta đều đã trưởng thành, ta phải lấy vợ, muội cũng phải lập gia đình. Nếu, nếu ta cưới người khác, liền không thể đối tốt với muội nữa, muội có buồn không? Ta có một chút, chỉ là ta cũng không thể luôn luôn bám ca ca, với có thêm tẩu tử, ta liền, ta không cần tẩu tử gì, nữ nữ, ta thích muội, ta không muốn cưới người khác, chỉ muốn cưới muội, yêu muội cả đời. Muội gả cho ta có được không? nữ nữ sững sờ, chưa bao giờ nghĩ tới phải gả cho biểu ca, từ nhỏ đến lớn, hắn giống ca ca ruột liếc mắt một cái chiếu cố mình, làm thê tử của hắn, nàng không khỏi nghĩ thân phận thay đổi như vậy nên thích ứng thế nào. Tứ bối nhi lo lắng nhìn vẻ mặt nàng thay đổi, nghiêm túc chăm chỉ nhìn chầm chầm, nhưng cũng không hiểu trong lòng nàng nghĩ như thế nào. Một lòng không yên sắp bắn ra từ lồng ngực, nữ nữ, muội không thích ta sao, không phải, Ta chỉ là coi huynh như ca ca ruột của ta, nhưng ta không phải ca ca ruột của muội, muội họ Chu, ta họ Quách, ta có thể cưới muội." Tứ Bối Nhi sốt ruột kéo tay nàng, trước kia hắn cũng thường xuyên kéo tay nàng chạy, nữ nữ không biết là có cái gì, hôm nay lại giống như bị phỏng, kinh hoàng rút tay về, lưng lùi ra phía sau. "Muội." Tiểu tử bị cự tuyệt trong lòng đại loạn, nữ nữ, ta là thật sự thích muội, thiệt tình, qua nhiều năm vậy vẫn chờ muội lớn lên, muội đừng đối với ta như vậy có được không? Sau lưng nữ nữ là thân cây, thật sự tránh cũng không thể tránh được, hắn lại còn đang tại từng bước tiếp sát, tiểu cô nương gấp muốn khóc, huynh đừng, đừng ép ta, ta suy nghĩ đã, ta rất loạn, được được, muội đừng khóc, đừng khóc, ta cho muội thời gian, cho ngươi suy nghĩ, tấn công kế thứ ba, chỉ cần có thể lấy được nàng, ai hai lần tính toán cái gì, tổ mẫu, người phái người đến quận vương phủ đi nói người nhớ nữ nữ, để nàng tới nhà chúng ta ăn cơm chiều, con ba ngày không gặp nàng rồi. Biểu thẩm nói nàng lớn rồi, không cho ta tiến vào chi lan viên, nàng cũng không chịu ra cửa, ở nhà nhịn hỏng thì làm sao bây giờ. Tổ mẫu, tứ bối nhi liều mạng lắc lắc nải nải, lão thái thái sắp bị hắn lắc hôn mê, cười nói, trước đây cũng không thấy ngươi để tâm với nữ nữ như vậy, có phải nhìn trúng nha đầu kia rồi hay không, này không dễ làm sao chúng ta trực tiếp đến quận vương phủ cầu hôn không được sao tổ mẫu con muốn hỏi tâm tư của nàng một chút lỡ nàng không vừa ý thì làm sao bây giờ ai điều này cũng đúng lúc trước hôn sự đại bá phụ người chính là tổ mẫu định nhưng hắn không vừa ý vì việc này chúng ta cùng quận vương phủ vẫn làm loạn không mấy thoải mái nữ nữ từ nhỏ được nâng niu trong lòng bàn tay lớn lên nếu nàng không vừa ý ai nỡ làm nàng ủy khuất chứ Lão thái thái phái người đi quận Vương phủ, không tới một canh giờ, nữ nữ đã được đưa tới. Tứ Bối Nhi đã sớm sốt ruột không nhịn được đã chờ ở cửa, lúc nàng xuống xe ngựa, hắn đưa tay ra đỡ. Nữ nữ chần chừ một lát, vẫn đưa tay cho hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng xuống xe ngựa. Cơm chiều ăn ở trong phòng lão thái thái, chỉ có ba người. Tứ Bối Nhi không ngừng gấp đồ cho nàng, mượn cơ hội hung hăng nhìn lên một cái nữ nữ nhìn bát cơm trước mặt đã chất cao như núi, cao mày nói, ca ca, ta ăn no rồi, huynh gấp nhiều như vậy, còn thừa nhiều thì không tốt, không sao, còn lại ta ăn. Tứ bối nhi bưng bát của nàng lại, từng ngụm từng ngụm ăn đồ ăn còn thừa của nàng, ăn cực kỳ ngon, huynh. Nữ nữ xấu hổ đỏ mặt, đã không biết nên nói gì rồi, lão thái thái ha ha cười nói, nữ nữ. Ba năm nay biểu ca ngươi rất nhớ ngươi nhớ tới phát điên, ngươi có nhớ hắn không? Tứ Bối Nhi ngừng ăn, An Tĩnh nghiêng tai nghe, "Nhớ ạ, à, con cũng nhớ bá phụ, bá mẫu, còn có trí đệ đệ." Nữ nữ ở trong lòng yên lặng cho trí thông minh của mình một cái khen. Tứ Bối Nhi bỏ bát xuống, kéo cổ tay muội muội nói, "Tổ mẫu, con no rồi." "Con đưa nàng trở về." Ra cửa, lại kéo nàng thẳng đến sân mình. "Nữ nữ, ta có một chậu cây bảo bối hoa quỳnh." đêm nay sắp nở hoa rồi, muội theo ta nhìn một cái đi. Hoa quỳnh không đều là tháng 9 mới nở hoa sao, làm sao có thể nở vào tháng 4. Nữ nữ không hề xa lạ với gian phòng của hắn, trước đây vẫn thường xuyên chơi đùa cùng nhau. Nàng đương nhiên không đoán được, đây là tốn bối nhi tìm được trong vườn hoa của Đông Cung, vừa vặn có thể lấy làm cớ, hắn đã mặc giày năng nỉ thái tử biểu ca, mới di chuyển về trong nhà được. Nữ nữ muội xem, đẹp không? hắn như dân hiến vật quý đưa hoa đến trước mặt nàng. Đó là một gốc tử nguyệt cực kỳ hiếm, nụ hoa bên ngoài màu tím nhạt, bên trong ôm lấy là một đóa hoa. Đóa hoa vừa lớn lại kiều diễm, nếu nở ra nhất định vô cùng đẹp. Nữ nữ, ta phái người báo tin tới quận Vương Phủ, đã nói tổ mẫu giữ muội ở lại một đêm, sáng sớm ngày mai ta sẽ đưa muội về. Đêm nay chúng ta cùng xem hoa nở, được chứ? Hắn tận lực khắc chế tia sáng trong mắt mình, sợ làm sợ nàng. Nữ nữ cực kỳ xoắn xuýt, như vậy không tốt đâu, lỡ có hạ nhân nói, ta đã sớm lệnh hạ nhân rời đi, không ai nhìn thấy chúng ta ở cùng một chỗ, tiểu nha hoàng của muội bị dẫn đi ăn cơm, chúng ta chỉ xem hoa nở, ta sẽ đưa muội đến khách phòng nghỉ ngơi. Ngươi xem hoa này đẹp biết bao, Thái tử Điện Hạ nói đây là hoa quỳnh tử nguyệt 30 năm nở hoa một lần, nếu bây giờ không xem, là phải chờ tới lúc muội 45 tuổi tứ bối nhi vẻ mặt ôn hòa dỗ nàng, 45 tuổi, rất lâu đấy. Nữ nữ ma xui quỷ khiến đáp một tiếng, được, tứ bối nhi cao hứng quả thực không biết nói cái gì cho phải, pha cho nàng trà hoa quả nàng thích nhất, bỏ mấy món đồ chơi nhỏ chơi với nàng lúc trước cùng nàng vui vẻ kể chuyện lúc nhỏ, hoa quỳnh lặng yên mở ra, bất tri bất giác đã đến nửa đêm. Đóa hoa ống ánh trong suốt tầng tầng tỏa ra, thậm chí có thể nghe được tiếng hoa nở, không tới một lúc, liền lộ ra nhị hoa mềm mại. Nữ nữ mắt không chớp nhìn hoa nở, kinh hỉ quay đầu nói, ca ca, huynh xem hoa này thật đẹp. Huynh! Sao huynh không xem hoa đi? Tiểu cô nương giật mình phát hiện biểu ca nằm sấp ở trên bàn đang thâm tình nhìn mình, căn bản là không hề nhìn hoa quỳnh. Ở trong mắt ta, nữ nữ vĩnh viễn là đẹp nhất, vạn vật trong thiên hạ đều kém hơn. Mùi nghĩ xong chưa? Gả cho ta có được không? ngữ khí của hắn, ôm nhu lại mang theo chút không yên. Nữ nữ không chịu nổi cái nhìn nóng bỏng như vậy, xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, bối rối từ trên ghế đứng dậy, lại bị váy ngăn trở, thân thể thẳng tắp ngã xuống. Tứ bối nhi sao có thể để cho nàng ngã trên mặt đất, thuận thế vừa trượt ra, nằm trên mặt đất làm đệm thịt, tiểu cô nương mềm mại đè ở trên người, hắn theo bản năng ôm vào trong ngực. Một cặp mắt sáng đối diện với ánh mắt nai con đập loạn, đột nhiên như lập tức nhìn rõ tâm ý của hắn, đôi môi đỏ mọng mê người gần ngay trước mắt, hắn không nhịn được, mở miệng đem cánh môi mềm mại ngậm vào trong miệng, vui sướng hút lấy, nữ nữ giống như mất hồn, tùy ý để hắn hôn môi, mãi đến khi dưới bụng có một cái gì đó thô sát đụng nàng, mới bỗng nhiên phản ứng kịp, đẩy hắn ra, kinh hoảng biết sai đứng lên, huynh, huynh, mắt nữ nữ ương ước, chỉ vào hắn không biết nói cái gì cho phải. Hắn đứng dậy giữ chặt tay nàng, "Thật xin lỗi, không phải ta cố ý khinh bạc muội, là là không kìm lòng được." "Muội, muội đánh ta đi." Nữ nữ, "Ngươi đừng giận, ta cho muội đánh." Hắn sợ nàng tức giận, sợ nàng không cần hắn nữa, kéo tay nàng ra sức đánh trên mặt mình. Nữ nữ không muốn đánh hắn, ra sức rút tay về, khóc ròng nói, "Huynh ra ngoài, ta không muốn gặp huynh." "Muội đừng khóc, đừng khóc, ta ra ngoài, ra ngoài." hắn cẩn thận rời khỏi cửa phòng, đóng cửa lại, cũng không dám rời đi, không yên tâm đứng ở cửa, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên trong. Tiểu cô nương tâm loạn như ma, nằm sấp trên giường cúi đầu trong chăn. Tứ bối nhi ở cửa yên lặng nghe một hồi, lo lắng nàng luẩn quẩn trong lòng, liền không dám rời đi. Trong phòng yên tĩnh đáng sợ, đến tiếng hít thở của nàng cũng không nghe được, giống như chỉ có thể nghe được tiếng hoa nở. Hắn dùng đầu lưỡi liếm chọc giấy cửa sổ nhìn vào, nàng cuộn mình ở trên giường, như là ngủ thiếp đi. Sáng sớm nửu nữ tỉnh lại, khắp phòng đầy mùi thơm. Vừa đẩy cửa sổ ra, liền nhìn thấy hắn ngồi dưới đất, dựa vách tường ngủ thiếp đi. Kẻ ngốc này, sao không tới phòng khách ngủ, trong nhà có nhiều phòng như vậy, cũng không phải chỉ có gian phòng này có thể ngủ. Kỳ thật nàng cũng hiểu, hắn là vì lo lắng cho nàng, hắn là thật tâm yêu nàng. Lúc đang vụn trộn lén nhìn hắn, tiểu tử bỗng nhiên thức dậy, hai mắt sáng ngời nhìn qua, nữ nữ, muội tỉnh rồi, không tức giận nữa rồi hả, nhìn trộm bị bắt được, tiểu cô nương vội vàng xoay người, không để ý tới hắn, tứ bối nhi thật là xem đã hiểu, đẩy cửa tiến vào, một tay ôm lấy người trong lòng, ta đến nhà muội cầu hôn có được không, nữ nữ cuối thấp đầu, miệng nhỏ nhếch lên, nhỏ giọng trách cứ nói, đã chiếm tiện nghi của người ta rồi, còn không muốn chịu trách nhiệm sao, ta chịu, ta chịu ta chịu trách nhiệm cả đời. Tất cả đều nghe theo muội nói, muội nói đông, ta tuyệt đối không nói tây. Muội muốn ăn cái gì, ta liền mua cho muội. Nữ nữ, ta là thật lòng yêu muội, nhất định sẽ sủng muội cả đời, ta thề. Hắn kích động không biết nói cái gì cho phải, nữ nữ dựa vào trong lòng hắn, vừa ngọt ngào vừa ngượng ngùng, lại thình lình bị hắn hôn một cái. Nữ nữ, muội thật ngọt, chờ chúng ta thành thân xong, mỗi ngày ta đều hôn muội. Chương 103, Ngoại truyện, Phi Hoa lệnh, năm ấy cửu vương Phi về quê tế tổ, cháu trai liễn hàm muốn đi theo cô cô đến Kinh Thành chơi, mở rộng tầm mắt, vừa vặn tiểu cô nương 12 tuổi nhà bên cạnh Khả Nhi cũng ở đó, muốn đi theo. Vì thế, hai hài tử từ liễu An Châu vào cửu vương phủ ở, Khả Nhi cực kỳ tò mò với liễu Thủy Khúc ở hậu hoa viên vương phủ. Cây liễu ở đây với liễu An Châu lớn lên giống nhau như đúc, chạm vạn ngày đó, đám vương tôn công tử đến cửu vương phủ liên hoan, hậu hoa viên bỗng nhiên náo nhiệt hẳn lên. Khả Nhi đứng ở một gốc cây lay động cạnh liễu, nhìn đám thiếu niên anh tuấn tiêu sái mặt đủ sắc màu như hoa cỏ tùy ý ngồi trên mặt đất, trên tay mỗi người cầm một bầu rượu chơi, phi hoa lệnh, một vòng lại một vòng, đã có người say như chết, có ngã trái ngã phải, chỉ có một vị bạch y thiếu niên, vẫn cười nhẹ nhàng như cũ, dọc rượu chưa thấm vào. Khả Nhi cảm thấy cửu cửu với các biểu ca mình là người có tài hiếm có trên đời, nhưng hôm nay đã được mở mang tầm mắt, lại có người tài giỏi như vậy, tao nhã như vậy, khôi hài như vậy, mấu chốt chính là, diện mạo của hắn còn đẹp hơn cả Mỹ Nam tử Phan An. Tiểu nha đầu si ngốc nhìn, có thể là ánh mắt của nàng quá mãnh liệt, dẫn tới ánh mắt thiếu niên kia nhìn về phía nàng, tiểu cô nương sợ tới mút trong lòng run rẩy, rất nhanh xoay người sang chỗ khác, ôm mặt chảy mất. Ngày thứ hai, Khả Nhi lấy can đảm vào thư phòng của Thế tử ca ca, muốn hỏi thiếu niên anh Tuấn nhất thắng, phi hoa lệnh, tối hôm qua là ai? Không đợi mở miệng, nàng đã bị dòng chữ treo trên tường hấp dẫn. Dòng chữ kia thoạt nhìn như mây bay nước chảy, nhìn kỹ thêm lại thấy dòng chữ lối viết trật tự, viết thật đẹp, đột nhiên, rực rỡ, tung bay, mà tràn trề, cuồng loạn, giống như chỉ có mấy chữ liền thấm nhuần mọi ý, phản phất như mây vờn bên trăng, phiêu diêu như tuyết bay trong gió bút mực tung bay, lộ ra cảnh sắc mờ ảo không thấy bến. Thế tử ca ca, đây là bút tích của ai vậy? Hai mắt khả nhi nhìn chầm chầm dòng chữ, chớp cũng không chớp hỏi, không nhìn thấy sao? Lý Duy đang luyện chữ trên bàn đến đầu cũng không ngẩng lên. Đúng vậy, đúng là quên mất. Khả Nhi xấu khổ mặt hơi hồng hồng nhìn thấy con dấu Tư Mã Duệ, phủ thừa tướng, cửa sổ hơi mở, Tư Mã Duệ ngồi gần cửa sổ tô lại bức trang thủy mặt, lý duy phe phẩy quạt chiếc phiến chân thành nói tư mã duệ cho ngươi một tiểu đồ đệ nhu thuận lanh lợi như vậy không cảm tạ ta đi đồ đệ tốt như vậy chính người giữ đi không cần cảm tạ ta tư mã duệ đến ánh mắt cũng không chịu cho hắn lý duy ha ha nở nụ cười là mỹ nữ giang nam ngươi có muốn không động tác trên tay tư mã duệ không ngừng cũng không ngẩng đầu không cần tại hà học còn thiếu sót sợ ảnh hưởng cảm hứng của mỹ nhân Lý Duy xoay người bỏ tay, bày tỏ bản thân đã tận lực, ý bảo Khả Nhi tiến lên nói chuyện. Duệ ca ca, chữ huynh viết đẹp quá, chữ của muội không đẹp, luôn bị mấy biểu ca biểu tỷ cười nhạo, huynh dạy cho muội đi, đợi trở về liễu An Châu, sẽ không có ai xem thường muội nữa, có được không? Giọng nói tiểu cô nương ngọt ngào non nớt, giống như một đóa hoa sắp nở, thấm nhuận nước sương mai sáng sớm, hắn không khỏi ngừng một lát, nhấc bút nhìn qua. Quả nhiên là một tiểu cô nương xinh đẹp khả ái, chỉ cao đến ngực Lý Duy, búi tóc đơn giản, cả người mặc y phục màu hồng nhạt, một đôi mắt to linh hoạt chớp chớp, miệng nhỏ đỏ mọng nhếch lên. Đẹp thì đẹp thật, chỉ là còn quá nhỏ, vẫn không thể gọi là mỹ nhân. Khả Nhi sững sờ, thật sự là hắn, là người nàng muốn xin Thế Tử Ca Ca dẫn nàng đi bái sư học nghệ, nên không hỏi tới thiếu niên kia, không nghĩ tới thực ra là một người, là cùng một người tư mã duệ nhìn sắc mặt tiểu nha đầu thay đổi không nhịn được cười một tiếng khiêm tốn một lúc khéo léo từ chối chuyện nàng bái sư học nghệ từ sau ngày đó mỗi ngày khả nhi đều tới tướng phủ mài mực trải giấy cho tư mã duệ bưng trà rót nước làm một tiểu thư đồng sau khi thừa tướng phu nhân nghe xong cố ý tới thư phòng nhìn thử thấy chỉ là một hài tử nhỏ như vậy liền không để trong lòng chỉ dặn dò tư mã duệ phải biết đối nhân xử thế đừng tổn thương hòa khí Tư Mã Duệ là công tử tao nhã, đương nhiên không khó xử tiểu cô nương, lại cả ngày bị một tiểu cô nương quấn, trong lòng không khỏi phiền toái, liền nghĩ cách phạt nàng. Mài mực nhạt, là phải đội sách đứng ở góc tường nửa canh giờ, giấy có vết gấp ở cạnh, liền phạt uống năm chén trà khổ qua. Hắn cho rằng tiểu cô nương chỉ hứng thú, thích mấy ngày liền thôi, ai ngờ đúng hai tháng trời gió mặt gió, mưa mặt mưa tới học nghệ, ba ngày hắn phải tới thái học đọc sách, sau giờ ngọ có lúc sẽ đi đánh cầu ngựa, lúc hoàng hôn về đến nhà, tiểu cô nương liền ở trong thư phòng im lặng chờ hắn, hắn có ý tốt nhắc nhở nàng, như vậy sẽ bị người khác nói xấu, vì thế nàng liền trở thành tri kỷ tốt với tiểu muội của hắn tư mã dĩnh, mượn danh thăm tiểu thư mà vào phủ thừa tướng chơi đùa, tư mã duệ rốt cuộc từ bỏ, chỉ dạy nàng thư pháp nửa tháng, nàng đã bị đón về nhà rồi, trong thư phòng bỗng nhiên an tĩnh lại, khiến cho hắn có chút không quen. Thường ngày khoác tay, sẽ có nước trà đưa tới tay, viết một chữ, nghiên mực sẽ tràn đầy mực, nhưng mà hiện tại, cảm thấy giả cả sai vặt cũng làm không bằng nàng. Thôi vậy, người ta là Thiên Kim tiểu thư, không thể làm thư đồng cả đời cho hắn được. Lần nữa gặp được nàng là một năm sau, nàng lớn hơn một chút, cùng tỷ tỷ vào phủ thừa tướng, so với Văn Tĩnh tỷ tỉ tỷ xinh đẹp, nàng càng giống như một tiểu nha đầu không rành thế sự, vội vàng gặp mặt, với tư mã duệ mà nói, cũng không khác gì không gặp không lâu sau muội muội trốn nhà đi hắn nóng lòng xuống phía nam tìm muội muội bỏ lỡ mấy mối nhân duyên tốt trên đường hồi kinh muội muội tư mã đại sinh bệnh đành phải đến nhờ biểu cửu gia ở liễu an châu tỉnh dưỡng vì thế lại gặp được nàng ở quê hương gặp được sư phụ trong lòng khả nhi vui mừng không diễn tả được càng cao hứng hơn chính là tư mã duệ rời kinh thành tư mã gia không thể lo hôn sự cho hắn đến nay vẫn còn một mình cô nương 14 tuổi dáng người đã hiện sơ sơ, xuân tâm nảy mầm. Đêm hè gió mát, ngồi trước cửa sổ tay cầm một tập thơ che không hết ý cười trên miệng, duệ ca ca, mùi mài mực giúp huynh nha, duệ ca ca, mùi rất thích bức tranh này, huynh tặng mùi có được không, duệ ca ca, gọi sư phụ, nhưng trước kia cũng gọi huynh là duệ ca ca mà. Ánh mắt tiểu cô nương cực ngây ngô, trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Hắn sao có thể nói bản thân không chịu được một tiếng ca ca ngọt ngào này. Mỗi lần nghe xong, đáy liền run rẩy, hiện giờ nàng đã là một tiểu mỹ nhân xinh đẹp như hoa, luôn chạy qua chạy lại dưới mí mắt hắt, bảo hắn làm sao định thần được. Được rồi, sư phụ ca. Khả Nhi chu chu miệng nhỏ, u oán nhìn hắn, cổ họng tư mã duệ khẽ động, nuốt ngụm nước bọt xuống, ra tường đứng phạt, a. À, tiểu cô nương có chút ấm ức lại vẫn ngoan ngoãn cầm một quyển sách cho lên đầu thẳng tắp quay mặt vào tường thân thể của nàng như phát triển sớm đứng thẳng tắp như vậy càng nhìn ra được hình dáng trước ngực tư mã duệ căn bản không dám nhìn lòng hắn như ngàn ngựa chạy qua cuối cùng thở dài một hơi khả nhi muội không còn là tiểu nha đầu trước kia nữa còn ngày ngày ở cùng ta như vậy sẽ tổn hại thanh danh muội muội có biết không khả nhi chớp chớp mắt mở to ngây ngô hỏi sẽ không đâu muội nói là tới tìm a đại tỷ tỷ nếu không nương cũng không cho muội qua liễu hàm đã căn dặn đám hạ nhân trong tiểu viện rồi bọn họ sẽ không nói lung tung cho dù không có lời đồn đại nhưng mà nhưng mà vẫn không hợp lễ nghĩa muội hiểu không tư mã duệ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn về phía nàng biết tiểu cô nương chỉ nói một chữ liền yên lặng rơi nước mắt nhưng mà nhưng mà muội thích huynh trước kia muội cảm thấy muội quá nhỏ khẳng định huynh sẽ không đợi muội lớn lên mới thành thân. Vì thế mỗi đêm đều mặc niệm quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã già, để dập tắt suy nghĩ của mình, chỉ là hiện tại muội đã 14 rồi, sang năm liền cập kê có thể gả đi rồi, duệ ca ca, huynh đợi muội một năm có được không, muội muội là thật lòng, muội về nhà đi, không nên đến nữa. Tư mã duệ phất tay áo quay lưng lại, có phải muội rất không biết xấu hổ không, cực kỳ làm phiền người khác kỳ thật muội cũng nghĩ như vậy chỉ là chỉ là muội quá thích huynh thôi khả nhi yên lặng đi tới kéo tay áo hắn duệ ca ca muội không nghĩ lung tung nữa chỉ theo huynh học viết chữ thôi có được không khả nhi cầu xin huynh giọng của nàng quá ngọt hắn lại giống như bị mê hoặc không nỡ từ chối nhoáng một cái đã hơn một năm mẫu thân giới thiệu cho hắn mấy mối trung thân hắn đều không nổi hứng thú đã nghĩ trước lập nghiệp sau thành gia mãi đến ngày đó nàng nói nàng phải lập gia đình lòng hắn bỗng nhiên chua xót cho đến giờ phút này hắn mới hiểu trong lòng luôn kháng cự mẫu thân an bài hôn sự cho mình là vì phải đợi nàng vốn cho rằng nàng cập kê xong sẽ vội vàng muốn gả cho hắn hắn cứ yên lặng nghĩ tới nếu nàng sống chết gả cho mình thì xem như làm việc thiện thu nhận nàng vậy nhưng tư mã công tử cao ngạo rất không ngờ hôn sự này lại bị nhạc mẫu phản đối khéo kéo từ chối phủ thừa tướng cầu thân tuyệt đối không phải đùa giỡn, tư mã duệ luống cuốn, mới phát hiện chuyện vẫn luôn nắm chắc, lại biến thành hạt cát trượt trong tay, bất cứ lúc nào cũng bị gió thổi đi, hắn xin xung quanh giúp đỡ, nghĩ mọi cách, thật sự là không hiểu hôn sự môn đăng hộ đối như vậy, vì sao cao phu nhân lại từ chối, tư mã công tử luôn kiêu ngạo rơi vào buồn bực, lo được mất, hận không thể cả đêm chạy tới liễu an châu hỏi cho rõ ràng, lại sợ làm người ta sợ. Nghe nói cao phu nhân đã tới kinh thành, hắn mặt dày mày dạng tới cửa, cuối cùng đã biết nguyên do, cưới được mỹ nhân về. Đêm động phòng hoa chúc, đám huynh đệ đuổi tới nháo động phòng, ép tư mã duệ uống sạch một bầu rượu, nếu không liền muốn xem tay tẩu tử. Tư mã duệ ở tiền viện đã bị đám người âm mưu cho uống tới đi không ổn định, khả nhi nhìn mà đau lòng, sợ hắn không chịu nổi, che ở phía trước hắn, đem bầu rượu lên liền muốn một hơi cạn sạch, bị hắn tay nhanh mắt lẹ đoạt lấy mọi người vỗ tay cười to đều khen tư mã duệ cưới được một mỹ nữ lợi hại chu lãng nhận lệnh ái thê đương nhiên phải bảo vệ hai người này liền đánh trận vòng vòng đem tất cả kéo ra ngoài đoàn người vừa mới rời đi khả nhi liền nghiêng vào trong lòng tư mã duệ trên mặt đỏ như quả táo chín ha ha vừa rồi phóng khoáng như thế ta tưởng rằng khả nhi trời sinh tửu lượng mạnh cơ Tư Mã Duệ ôm gia nhân cười nhẹ, không nghĩ tới tử lượng của nàng lại như thế, chỉ uống vài ngụm, liền say sưa rồi. Tư Mã Duệ ôm nàng cười yếu ớt, do dự rượu hợp cẩn uống hay không uống, dù sao cũng là rượu một lần trong đời, chỉ cần nàng còn có thể thừa nhận, vẫn uống vào, chẳng qua tối hôm nay hắn phải chiếu cố nàng thôi. Khả Nhi, tối nay là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta, nàng nói chúng ta có nên làm chút gì không? Ông Tân Nương tử mặt như hoa đào lên hỉ giường, ánh mắt tư mã duệ ôm nhu mang theo ánh sáng long lanh ưng ừ, đúng rồi động phòng hoa chúc ánh mắt khả nhi mê ly nhìn về phía ánh nến toát ra vui mừng trên bàn lại cúi đầu nhìn bóng người mặc hỷ phục đỏ thẫm không khỏi mỉm cười cánh tay non mềm ôm lấy cổ tân lan duệ ca ca cuối cùng ta cũng gả cho chàng rồi ta chờ ngày này đã lâu ta vẫn rất yêu chàng được tân nương tử xinh đẹp như vậy thổ lộ hắn còn có thể rụt rè được sao Tư mã duệ mỉm cười hôn lên đôi môi dính rượu, trong màn lụa đỏ lung lay, tận tình hưởng thụ cá nước thân mật, yêu thương không hết người trong lòng. Buổi sáng tỉnh lại, Khả Nhi đã hết say, mở hai mắt mông lung ra, đột nhiên phát hiện cần cổ trắng nõn có một vết đỏ sậm, giống như đóa hoa sắc nở rộ. Duệ ca ca, đây là... Tối hôm qua tuy là say, nhưng nàng vẫn nhớ được một chút, hình như là, cực kỳ kịch liệt, ai, nhìn thấy ánh mắt tiểu mê hồ thẹn thùng né tránh, tư mã duệ bỗng nhiên nổi lòng trêu chọc, tối hôm qua nàng uống say, ôm lấy ta cắn liên tục, lại còn cướp mất trong sạch của ta, trước kia cũng không biết tiểu khả nhi lại hung hãn như vậy, khả nhi mân mê miệng nhỏ sưng đỏ, xấu hổ đến mặt đỏ bừng, thấp giọng ngập ngừng nói, thật ngại quá, duệ ca ca, về sau ta không dám nữa, được rồi, mau rời giường thôi. Tân nương tử phải gặp cha mẹ chồng rồi tư mã duệ bật cười đứng dậy mặc quần áo sợ nàng nhìn thấy biểu tình sung sướng cố ý cho nàng một bóng lưng trơn bóng khả nhi xoắn suýt nhìn bóng lưng trắng ngần liền cúi đầu xuống nhìn cũng không dám nhìn đợi hắn đứng dậy xong rất nhanh liền mặc xiêm y vào dù là động tác của nàng rất nhanh lại vẫn phát hiện ra trên người chi chít dấu hôn vậy mà còn nhiều hơn với trên người hắn đây là có chuyện gì vậy trưởng bối tư mã gia nhìn đôi phu thê ân ân ái ái cực kỳ vừa lòng, nhất là thái phu nhân, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía bụng Khả Nhi, hận không thể sau một đêm liền mang thai. Thừa tướng phu nhân Mai thị lại phát hiện dấu hôn trên cổ hai người đều không thể che hết, trong lòng âm thầm mừng thay cho họ. Nhớ tới lúc mình thành thân, bởi vì trong lòng phu quân có người khác, mà sau nhiều ngày thành thân cũng không viên phòng, nhi tử có được hạnh phúc, làm mẫu thân thật sự cao hứng. Các trưởng bối thương hai người ngày hôm qua vất vả, phát hồng bao xong liền bảo bọn họ về phòng duệ ca ca hôm nay cũng không thể phạt đứng chân cực kỳ đau có chút đứng không vững vào tới cửa phòng ngủ khả nhi ngại không đi hai tay mềm mại vòng ở trên eo hắn tư mã duệ cười đem người ôm vào trong lòng để nàng ngồi ở trên đùi trước ghi nợ chân của ta không đau ngồi trên người ta đi khả nhi đem chân dựa vào trong ngực hắn nghe nhịp tim của hắn nói chúng ta thực sự thành thân rồi sao Sao ta cảm thấy giống như nằm mơ vậy? Ha ha. Nha đầu ngốc. Tư Mã Duệ yêu thương xoa xoa đầu nàng. Đôi phu thê chàng chàng thiếp thiếp ở bên nhau ngọt ngào hơn 20 ngày, trong triều xảy ra đại sự, Tư Mã Duệ cũng phải đi nghị sự, trong nhà chỉ còn nữ quyến, Khả Nhi đến nhà chính nói chuyện phiếm với thái phu nhân. Lúc Tư Mã Duệ trở về, chỉ thấy người đang cười đến ngửa tới ngửa lui. Thái phu nhân thấy hắn tiến vào, liền vẫy tay kêu hắn lại nào 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 mau lại nghe nương tử con kể chuyện cười ai ôi ta cười đến đau bụng tư mã duệ cả ngày không nhìn thấy nàng tất nhiên cực kỳ nhớ hiện giờ vào cửa nàng lại không nhiệt tình tiếng lên nghênh đón cũng không biểu hiện nhớ nhung gì trong lòng có chút mất hứng khả nhi ngồi ở giường nhỏ bên cạnh thái phu nhân đã sớm thấy hắn lại cố ý không để ý hắn quả nhiên hắn không vui nghiêm mặt quay đầu lại ánh mắt trách cứ khả nhi hiện giờ nàng cũng là người đã thành thân sao có thể bướng bỉnh giống như trước kia vậy a à, ta sai rồi khả nhi cúi đầu xuống làm bộ làm sai chuyện ngoan ngoãn đứng dậy đến góc tường đứng thuận tiện lấy một bản kinh phật cho lên đỉnh đầu thái phu nhân cùng mai thị trợn mắt há mồm mà nhìn này làm cái gì vậy khả nhi thấp giọng nói phạt đứng ạ à, con hay làm sai cho nên duệ ca ca liền phạt con đứng nửa canh giờ ghi nhớ thật lâu tư mã duệ bất đắc dĩ nhìn nàng một cái trong lòng cực kỳ buồn bực trước kia vì để cho nàng biết khó mà lui mới cố ý làm khó dễ nàng hiện tại đã bỏ phạt nàng đứng rồi không đợi hắn nghĩ cách thái phu nhân liền không vui xú tiểu tử này đây là quy củ nhà nào khả nhi thông minh lại hiếu thuận dỗ ta vui vẻ sao lại bị phạt chứ trái lại là con không biết thương nương tử phải phạt con đi đứng dưới nắng một canh giờ cho ta sau này còn dám phạt khả nhi xem trượng của ta có đánh con không thái phu nhân tự mình phạt đi đến trước mặt khả nhi bỏ quyển sách trên đầu nàng xuống kéo tay cháu dâu về giường nhỏ ngồi nha đầu về sau nó còn bắt nạt con con cứ đến nói cho tổ mẫu tổ mẫu nhất định làm chủ cho con nó dám phạt con đứng nửa canh giờ ta liền phạt nó một canh giờ đừng sợ khả nhi cúi mắt xuống nói khả nhi biết tổ mẫu thương con nhưng duệ ca ca cũng là vì tốt cho con tổ mẫu không cần phạt chàng nếu không thì nếu không thì cái gì có phải con sợ về viện mình sẽ phạt con gấp đôi không yên tâm đi từ nhỏ nó đã nghe lời tổ mẫu tuyệt không dám phạt con nữa hôm nay cho nó phơi nắng một canh giờ đi cho nó nếm thử cảm giác bị phạt đứng khả nhi lén nhìn tư mã duệ một cái sợ bị hắn phát hiện manh mối vội vàng cụp xuống lại không ngừng xin thái phu nhân mới chỉ phạt hắn nửa canh giờ đại công tử tư mã gia thông minh tuyệt đỉnh từ nhỏ cũng không vì nghịch ngợm hay ngang ngạch mà bị phạt lần nào lần đầu tiên bị phạt đứng là vì thiếu phu nhân chuyện này bị đám hạ nhân lén bàn luận say sưa cũng đoán rằng công tử chưa bao giờ nếm qua thiệt thòi sẽ đòi lại như nào sau bữa cơm chiều hai phu thê cùng nhau về phòng ngủ vừa vào cửa tư mã duệ liền chút then cửa phân phó đám nha hoàng không cần tới hầu hạ Khả Nhi thầm nghĩ không xong rồi, trống ngực đập thình thịch, duệ ca ca, dùng trà đi. Tiểu nha đầu nhanh trí vội vàng nâng chén trà nóng đến trước mặt hắn, hiện tại biết lấy lòng ta rồi hả? Muộn rồi. Tư mã duệ bỏ chén trà lên trên bàn, đến nhìn cũng không nhìn một cái, đôi mắt cắt gao khóa chặt gương mặt nàng, ta ta không cố ý ta chỉ là, muốn đùa với chàng một chút thôi. Khả Nhi thật sự sợ, liền lui về phía sau, mãi đến khi mông ngã ngồi trên giường không thể lùi đi nữa tư mã duệ lớn người đè ở trên người nàng ánh mắt sáng quắc nàng có biết trò đùa này của nàng khiến ta hiểu được cái gì không khả nhi khẩn trương vương đầu lưỡi ra liếm liếm môi mơ hồ cảm thấy hắn đang giận liền chủ động giơ tay ôm lấy cổ hắn chủ động hôn môi hắn khả nhi nghe ta nói xong đã hắn bỏ qua say nồng mê người kia xoay đầu sang một bên từ sau khi thành thân cho dù nàng phạm lỗi gì chỉ cần nàng chủ động hôn hắn chẳng khác nào thừa nhận lỗi hắn sẽ không truy cứu nữa chỉ toàn tâm toàn ý ôm hôn nàng hôm nay hắn lại tránh đi khả nhi ngơ ngác nhìn hắn không biết thế nào ta phát hiện hóa ra đứng nửa canh giờ thật sự cực kỳ vất vả trước kia ta cố ý phạt nàng vì để nàng rời khỏi ta nhưng mà nàng lại tình nguyện chịu khổ cũng phải theo ta bằng được ta có thể thấy được ta ở trong lòng nàng có bao nhiêu quan trọng tư mã duệ nở nụ cười vậy có phải sau này sẽ không phạt ta nữa không khả nhi thầm mừng nói không phải phạt nhưng đổi sang cách khác nương tử của ta hiện giờ địa vị ở tướng phủ đã cao hơn ta rồi tổ mẫu mẫu thân cô cô đều là chỗ dựa cho nàng ta còn dám phạt nàng sao tư mã duệ cười xấu xa nói vậy sẽ phạt thế nào khả nhi vừa mới thả lỏng thân thể liền cứng ngắc tư mã duệ chỉ cười không nói lặng yên không một tiếng động cởi vạt áo trừng phạt cắn nhẹ lên đầu vai trắng nõn của nàng một cái giọng nói khàn khàn sau này liền phạt nàng chưa tới nửa đêm không được ngủ nếu nàng đến trước mặt tổ mẫu báo cáo ta cứ việc đi dù sao việc này người cũng đang muốn ôm chắc ha ha ngoài miệng nói xong trên người cũng không nhàn rỗi đem thân thể mềm mại biến thành đỏ ửng khuôn mặt nhỏ nhắn lại như hoa đào kiều diễm đều nói thư sinh văn nhược nhưng mà khả nhi yểu điệu nói nửa câu đã bị nuốt mất, gắt gao cắn môi dưới, toàn thân run rẩy, tư mã duệ thở dài một hơi, thần tình sản khoái, rất lâu mới chậm rãi nói: văn nhược là nói thư sinh vô dụng, phu quân nàng văn võ song toàn, chẳng qua ban ngày dùng văn, ban đêm dùng võ, khả nhi che miệng cười, chỉ tiếc, tân hôn ngọt ngào còn chưa đến một tháng, hắn không thể không tận trung vì nước, xuất lực vì bằng hữu, đi đến thổ phiền. Lần đi này liền đi hơn 8 tháng, mỗi một ngày, mỗi một đêm không ngừng nhớ đến tiểu nương tử của mình. Chiến sự bình định, chạy vội về nhà. Gương mặt ngày nhớ đêm mong đầy mồ hôi lại suy yếu, vẫn ngọt ngào cười với hắn nói, "Duệ ca ca, chàng đi xa nhà một chuyến, ta liền sinh nhi tử cho chàng, có phải ta rất lợi hại không?" Một giây kia, tâm của hắn mềm mại, "Đúng, đúng, khả nhi của ta rất là lợi hại." Mắt Tư Mã Duệ ướt đẫm nhẹ nhàng nâng mặt nàng lên, như nâng trân bảo tuyệt thế, không để ý mọi người ở đây, cuối người in lên trán nàng một nụ hôn. Không sao, tuy hắn không thể trải nghiệm ngày chăm sóc nữ tử có thai, vẫn có thể trải nghiệm chăm sóc sản phụ rồi. Vì thế sau khi lập đại công, tư mã đại nhân thăng quan tiến chức xin nghỉ một tháng, ở nhà đặc biệt chăm sóc cho nương tử, đưa nước đút canh, đọc thơ vẽ tranh. Khả Nhi hạnh phúc được che chở hơn một tháng, mắt thấy hài tử cũng sắp hai tháng, nàng lại càng bất an. Lúc trời tối, tư mã duệ mang ý cười ngồi ở bên giường, nhìn ái thê cho nhi tử ăn no, đặt hắn ngủ yên bên trong giường, liền đứng dậy chỉnh góc chăn cho nàng, ôm nhu nói, hai người các nàng ngủ đi, ta tới thư phòng ngủ, khả nhi kéo hắn lại, gần đây thời tiết lạnh, ta ta thỉnh thoảng vì lạnh tỉnh lại, vậy ngày mai ta dặn hạ nhân đem địa long tới sưởi ấm. Tư mã duệ vuốt ve bàn tay trắng miệng như gốm sứ, khả nhi chu miệng, có chút không vui, vì sao chàng không chịu ngủ cùng chúng ta, giường lớn như vậy? Có phải không thích ta rồi nữa không? Tư mã buồn cười, đừng có đoán mò, ta chỉ muốn cho nàng nghỉ thêm mấy ngày, để thân thể dưỡng tốt hẳn lên thôi. Nàng tuổi còn nhỏ như vậy, lúc mang thai lại ăn rất nhiều khổ cực, hắn thật sự không lỡ chỉ lo mình sản khoái, liền đè nàng ra mà lăn qua lăn lại. Vậy chàng liền nằm ở cạnh ta, cái gì cũng không làm không được sao? Khả Nhi cúi mắt xuống nói, Tư Mã Duệ cười khổ, nàng đánh giá rất cao định lực của mình, nằm ở cạnh nàng, còn có thể nhịn được sao, đợi tròn hai tháng, ta liền tới ngủ. Hắn đem tay của nàng bỏ vào trong chăn, nhẹ giọng nói, ta đã lén hỏi tỷ tỷ rồi, tỷ nói mỗi lần bọn nhỏ chưa tới một tháng, tỷ phu liền sốt ruột không lén được lên giường lớn, ta cảm thấy hiện giờ chàng có chút trọng văn khinh võ hay là ghét bỏ ta sinh hài tử xong dáng người không đẹp, không vừa ý cùng ta, không đợi nàng nói hết lời, âm thanh đã bị nụ hôn nồng nhiệt che mất. Hắn nhanh nhẹn cởi xiêm y, chui vào ổ chăn, cắn vành tai nàng nói, đã sớm không nhịn được rồi, nàng có biết ta nhịn có bao nhiêu khó chịu không? Từ nay về sau, chúng ta liền trọng võ khinh văn đi. Ha ha. Chương 104, ngoại truyện, Đá Tam Sinh, năm ấy tóc bạc trắng, cao lão tướng quân ở biên quan lâu năm vào kinh dưới cung điện vàng ngọc xin cáo lão về quê thánh thượng niệm tình ông cưỡi ngựa chiến đấu cả đời ở biên quan hưởng gió tuyết tóc đã từ đen thành trắng ban cho ruộng vườn nhà cửa vàng bạc châu báu ân chuẩn tâm nguyện về liễu an châu dưỡng già của ông trước khi rời kinh ông đến cửu vương phủ một chuyến cáo biệt với thanh mai trúc mã cửu vương phi y y hối tiếc nhất cả đời này của ta chính là làm mất ngươi mất đi rồi liền không thể lấy lại được kiếp sau ta nhất định sẽ không tái phạm mắt lão tướng quân ương ước bác viễn ca ca huynh đừng nói như vậy chúng ta đều đã con cháu thành đàn mỗi người đều có số mệnh riêng duyên phận đã sớm định trên đá tam sinh rồi không sửa được cửu vương phi tuổi cũng đã lớn tính tình càng lúc càng hiền hòa đang nói chuyện cửu vương từ bên ngoài đi nhanh tiến vào cười ha ha nói yên nhi ta nghe nàng nói tới đá tam sinh ta cũng có một tin tốt muốn nói cho nàng hôm nay ta tìm được một vị thế ngoại cao nhân làm ra pháp khí này nàng xem chính là cái này tương lai chúng ta xuống suối vàng đi qua đầu nại hà liền dùng pháp khí này khắc tên chúng ta lên đá tam sinh kiếp sau là có thể vẫn làm phu thê ánh mắt cao lão tướng quân sáng ngời nhìn tới khàn giọng hỏi vương gia pháp khí này tìm thấy ở đâu cửu vương đem dao nhỏ trong lòng bàn tay thu lại keo kiệt nói không thể nói cho ngươi chỉ có hai phu thê ta mới có thể biết được Cao bác viễn ngượng ngùng thu hồi ánh mắt, đứng dậy cáo từ, trở về quê nhà Liễu An Châu, thê thiếp đã rời đi, hai con của thiếp cũng đã thành gia lập nghiệp, ông một mình cô đơn, mỗi ngày ngồi phơi nắng, nhìn nhà cửa, nhớ tới thời gian vui vẻ hồi nhỏ. Càng cảm thấy được, kiếp sau nhất định phải để cho y y bồi ở cạnh mình, chấp niệm không thôi này, khiến ông ta tìm đủ mọi cách, bước qua cầu nại hà trước nàng một bước, ngày ấy sau giờ ngọ mặt trời quang đảng cửu vương phi ngồi ở hậu hoa viên đu ghế đu buồn ngủ tiểu tôn tử ngồi ở cạnh cây mẫu đơn chơi đùa cửu vương từ bên ngoài tiến vào nhẹ nhàng ngồi ở bên cạnh bà nắm cả đầu vai bà rơi vào trong ngực bà chậm rãi mở mắt ra lại phát hiện trong mắt ông có rất nhiều tia máu cả kinh nói chàng làm sao vậy bị thương cửu vương xấu hổ sờ sờ đầu không có việc gì già rồi không dùng được không cẩn thận đụng đầu một cái ngày mai là tốt thôi có đau không mau gọi thái y đến xem cửu vương phi hữu khí vô lực giơ tay lên sờ sờ mặt ông không sao không đau không cần xem cửu vương cầm tay bà ông chặt bà a à, đúng rồi vừa rồi có bánh ngọt ăn cực kỳ ngon ta giữ lại cho chàng từng để chỗ nào nhỉ để ở đâu rồi nhỉ cửu vương phi tìm khắp nơi đã có chút nhìn không rõ sờ sờ trên người bỗng nhiên lấy ra một miếng bánh ngọt trong suốt từ trong ngực a à, chỗ này ta sợ làm mất cho nên bọc vào trong ngực rồi chàng mau ăn đi chàng đã mấy ngày chưa ăn cái gì rồi cửu vương nhận lấy miếng bánh trong mắt rưng rưng, bà đã mấy ngày ăn không vô trí nhớ cũng càng ngày càng lém thái y nói không qua hai ba ngày nữa nhưng tuy bà luôn hồ đồ lại vẫn nhớ ông cửu vương tuy bằng tuổi bà nhưng ý thức vẫn tỉnh tháo vì muốn đi cùng bà Hôm nay ông cố ý đụng đầu vào cây lim đính vàng một cái, chàng ăn đi, ta không mở mắt ra được, ngủ một lát đây. Cửu Vương phi tựa tựa đầu trên vai ông, yên tĩnh khép mắt lại, cửu vương lệ rơi đầy mặt, sai người gọi tất cả người tới, an bài hậu sự, rồi theo nàng rời đi. Dưới hoàng tuyền, hoa bỉ ngạn sáng lạnh như lửa. Bà trôi giạt từ từ đi tới, giống như muốn nhớ tới cái gì mà lại nghĩ không ra. Yên Nhi, đợi ta với chúng ta cùng đi phía sau truyền đến thanh âm bà không khỏi quay đầu nở nụ cười là phu quân của bà tuy cái gì bà cũng không nhớ rõ nhưng lại nhớ rất rõ phu quân của mình nam nhân che chở bà cả đời ông đuổi theo cầm tay bà mười ngón tay nắm chặt phía trước chính là đá tam sinh chúng ta đi khắc tên lên đó kiếp sau vẫn là phu thê lý sưởng cực kỳ tự tin được bà dịu dàng đi theo ông đến bên cạnh cầu nại hà, quả nhiên thấy đá tam sinh, nàng ở chỗ này chờ ta, đừng lộn xộn, không được đụng tới mấy bông bỉ ngạn hoa đó, ta đi khắc tên lên liền trở lại, ông quay đầu ôm nhu dặn dò, liền nắm dao nhỏ tiến lên khắc tên, bà ngoan ngoãn đứng tại chỗ, nhìn ông cẩn thận vòng qua mặt đất phủ đầy hoa, đi đến trước đá tam sinh, ý cười hàm chứa khát khao, khắc tên lên trên, khốn khiếp. Ông đột nhiên quát một tiếng, đánh một quyền lên đá tam sinh, sau đó liền quăng đao xuống đám hoa, nhựa hoa bắn ra làm mắt ông bị thương, chảy ra mấy giọt máu, chàng làm sao vậy? Bà sốt ruột chạy tới, lại bị cánh hoa làm trượt chân, tay trái bị xước một vệt, yên nhi công bỏ dao ra chạy tới nâng bà dậy, vội vàng nói nàng không thể đụng vào mấy bông hoa bỉ ngạn này, có biết không, chúng nó sẽ làm nàng, quên đi người nàng yêu nhất kiếp trước, ta ta xem vết thương của chàng, cho nên sốt ruột bà giống như đứa nhỏ làm sai, cúi đầu xuống không dám nhìn ông. Đừng sợ, nàng có quên cũng không sao, ta nhất định sẽ nhớ rõ nàng, nhất định sẽ tìm được nàng. Ông nắm chặt tay ái thê, quay đầu nhìn lại trên đá tam sinh, phía trên rõ ràng có thể thấy được tên liễu yên nhiên, nhưng bên cạnh lại khắc một cái tên, cao bác viễn. Lý sưởng quay lại, dùng dao khắc một khắc đem tên của ông ta gạt đi, đem tên mình khắc lên. Mới kéo tay bà, đi qua cầu nại hà đi lên vong hương đài. Mạnh bà đã chuẩn bị sẵn hai chén canh mạnh bà có thể quên đi toàn bộ, Lý Sưởng chỉ cười không nói, lấy ra hai lá đùa từ trong tay áo, rồi kéo tay nương tử của mình, qua sông Vong Xuyên. Trăng sáng sao thưa, chiếu lên cây liễu thủy cao lớn trong đình viện. Cao bác viễn mở to mắt, nhìn cảnh tượng trước mắt, khó có thể tin được. Không hề chuyển thế, mà lại xuyên về lúc trước, nhìn bài trí trong phòng, y phục ở đầu giường, cây liễu phía trước cửa sổ, này rõ ràng là về tới thời niên thiếu. Cửa phòng két một tiếng, gã sai vặt bưng chậu nước tiến vào, thiếu gia, hôm nay sao người ngủ sớm vậy? Còn chưa rửa chân đâu, a à, cao bác viễn ngồi dậy, nhìn y phục còn nguyên trên người mình, lại để nguyên mà ngủ gục trên bàn sao. Ta ngủ có chút mơ hồ, giờ là canh mấy ngày mấy rồi, hôm nay có việc gì cần phải làm không, cả sai vặt không biết hắn là đang thăm dò, thành thật đáp, còn chưa hết canh một ạ, à. việc cần làm đều đã làm xong rồi, ngày mai xuất phát đi tuân nam, đồ đạc đều đã thu dọn xong, thân thể cao bác viễn chấn động, ngày mai xuất phát đi phía nam sao, phụ thân là một đài ở liễu An Châu, vì cùng liễu tri phủ ở cạnh nhà dính án hoang bị hoạch tội, bị đầy tới tuân nam, cũng là ngày mai, lúc hắn giúp liễu gia dọn đồ đạc, mới biết được cô nương mình yêu thương trời chưa sáng đã rời đi rồi, cho dù hắn cầu xin thế nào cũng không thể khiến cho nàng trở về. Khi đó hắn vẫn tràn đầy hy vọng, cho rằng một năm sau, hắn vào kinh đi thi có thể nối tiền duyên với nàng tiếp, ai ngờ, nàng gặp cửu vương, đây là trùng sinh sao. Trở lại thời khắc hắn muốn thay đổi vận mệnh nhất, cao bác viễn kích động hai tay phát trung, đến chân cũng chưa lau, chân ướt tự xỏ giày vào, cũng không quản cửa lớn bị niêm phong, trèo tường vào liễu gia, đi đến một căn phòng, nghe được tiếng cô nương ngày nhớ đêm mong, đang khóc trống ở trong, nương, con không muốn tới Kinh Thành, con muốn cùng mọi người tới phía nam, con, liễu phu nhân cũng nước mắt tuôn trào, từ nhỏ con đã sợ lạnh, sao có thể chịu được, con đến nhà cô cô ở đi, ít nhất còn tốt hơn sống với chúng ta, không, không đâu tốt bằng nhà mình cả, con muốn ở cùng mẫu thân, nàng gục trên đùi mẫu thân khóc to, đệ đệ liễu nhẫn nhỏ hơn nàng hai tuổi miếng môi không khóc, làm bộ nam tử hán. Liễu lão gia ở bên cạnh thở dài, việc này cứ định như vậy đi, tuy không nở nhưng cũng là vì tốt cho hai tỷ muội các con. Cao bác viễn không hề do dự, dùng lực gõ cửa, mọi người trong phòng sửng sốt, cửa lớn bị niêm phong, ngoài cửa có binh lính trấn giữ, đã muộn thế này ai còn đến, thúc thúc, thẩm thẩm, là con, bác viễn. Hắn trầm giọng nói, vừa nghe tới giọng của hắn, người trong nhà đều yên tâm, liễu lão gia tự mình mở cửa cho hắn vào, bác viễn sao lại tới đây. Cao Bác Viễn vào cửa nhìn thần sắc của mọi người, ánh mắt dừng lại trên người tiểu cô nương khóc như mưa, liền cứ thế yên lặng nhìn nàng, thật tốt quá, một đời lại có cơ hội trùng sinh, cho dù liều mạng cũng phải giữ nàng ở bên cạnh, tuyệt không để nàng gặp được Cửu Vương. Khụ. Thấy hắn rất lâu không động, ánh mắt lại nhìn chăm chú nữ nhi nhà mình, Liễu lão gia nặng nề mà ho một tiếng, Cao Bác Viễn thu hồi suy nghĩ, trịnh trọng quỳ trên mặt đất dập đầu một cái, thúc thúc thẩm thẩm, con muốn cưới y y làm vợ, đem hết khả năng có thể, cho nàng một cuộc sống tốt nhất. Cả đời này, vĩnh viễn không phụ nàng, xin hai người thành toàn, liễu lão gia liếc mắt nhìn nương tử, đều yên lặng thở dài. Hai người kéo hắn đứng dậy, bác viễn, con là đứa bé ngoan, điều này chúng ta đều biết. Trước tiên đứng lên nói đi, không, con không đứng dậy, xin hai người đáp ứng con, con nhất định quên mình che chở cho nàng, quyết không để cho nàng chịu chút ấm ức nào, tuyệt không nạp thiếp, con biết, nàng có biểu ca phú quý ở kinh thành, nhưng trong kinh thành hài tử đại hộ gia đều là thê thiếp thành đàn, nhất định không hợp với y y, hai chúng ta là thanh mai trúc mã, dù là ai cũng không sánh được. Xin hai người đáp ứng con. Hắn cuống quyết dập đầu, lấy trán đập đất, chỉ chốc lát sau đã đỏ lên. Bác Viễn ca ca, huynh đừng như vậy. Cả nhà đều đã qua kéo hắn dậy hắn lại sống chết không chịu chỉ kéo cổ tay y y nén lệ nói y y muội hãy tin ta cả đời ta sẽ đối tốt với muội tin tưởng ta được không nếu muội không thích xuống phía nam ta liền đưa muội đi chúng ta tới nơi chim hót hoa thơm ta có bản lĩnh có thể kiếm tiền khẳng định có thể nuôi gia đình muội gả cho ta có được không muội đồng ý cùng nữ nhân khác hầu hạ một phu quân sao y y ta chỉ cần một mình muội là đủ rồi trên đời này chỉ có ta cam tâm tình nguyện cùng muội tới già không rời. Liễu phu nhân muốn đưa nữ nhi tới nhà tỷ tỷ ở Kinh Thành, là sợ nàng thân thể yếu đuối, không chịu được khí hậu phía nam, cũng muốn cho nàng tiếp xúc với điểu ca Mai Tân, nếu có thể thành đương nhiên là tốt nhất, nếu không thể, liền nhờ tỷ tỷ tìm một vị hôn phu tốt ở Kinh Thành cho nàng. Nhưng mà ngẫm lại, Cao Bác Viễn nói cũng đúng, nghe nói Kinh Thành quan to hiển hách, đều là tam thê tứ thiếp, tỷ phu cũng có mấy tiểu thiếp, mà đại ca của hắn, nghe nói đến nha hoàng trong nhà cũng không buông tha. Cao bác viễn là bọn họ nhìn hắn lớn lên, tính tình chính trực thiện lương, lại có bản lĩnh, nếu không phải dính phải án hoang này, hai nhà cũng tính kết thân rồi, ai? Như vậy đi, ngày mai để biểu thúc nàng không tới đón nữa, chúng ta liền cùng nhau tới tuân nam đi, nếu nơi đó không gian khổ như trong đồn đãi, liền chờ ổn định xong, sẽ đính hôn thành thân cho hai con, nếu y y thật sự không chịu nổi, Liễu lão gia vẫn lo lắng nữ nhi ở kinh thành chịu ủy khuất, vẫn là để ở cạnh mình mới an tâm được, nếu không chịu được, con liền đưa nàng đi, trời đất bao la, nàng muốn tới nơi nào, chúng con liền tới đó." Cao Bác Viễn kiên định nói, một đêm này, Cao Bác Viễn kích động cả đêm không ngủ, khát khao tương lai tốt đẹp, nghiêng tai lắng nghe Liễu gia ở bên cạnh có động tĩnh gì không, trời chưa sáng, hắn liền ngồi lên xe ngựa, chuẩn bị đồ trước, sau đó chạy tới liễu gia giúp đỡ, y y, ta tới giúp muội. Một khắc thấy nàng, trong lòng liền kiên định, hắn nhận lấy bao đồ trên tay nàng, không hề tốn sức sách lên trên xe ngựa, tuy trước kia hắn cũng luôn giúp đỡ nhà mình, nhưng từ tối hôm qua cầu hôn xong, y y gặp hắn liền cảm thấy có chút không được tự nhiên, cũng không biết là ngại ngùng hay vì cái gì. Tóm lại bỗng nhiên cảm thấy có chút không muốn thấy hắn liễu nhẫn lại không nghĩ như vậy, ở trong mắt hắn, cao bác viễn đã sớm là tỷ phu của mình, thấy tỷ tỷ cúi thấp đầu không nhìn hắn, liền trêu ghẹo nói, bác viễn ca ca thật thiên vị, chỉ lấy giúp tỷ tỷ, cũng không lấy giúp ta, cao bác viễn quay đầu cười, sáng lạng ấm áp, lại không như bị áp xuống phía nam, ngược lại rất vui vẻ, đệ là nam tử hán, tương lai còn chiếu cố một nhà già trẻ, làm hư đệ thì làm sao được, liễu nhẫn ai oán lắc đầu là ta lo lắng huynh làm hư tỷ tỷ, được không?" Cao Bác vĩ mỉm cười nhìn tiểu cô nương, trên mặt viết bốn chữ, "Thế nào không được sao?" Y y xoắn xuýt liếc hắn một cái, quay đầu vào xe ngựa. Hắn lại ở bên cạnh cười đến đẹp hơn, trước kia nàng với hắn tình như thủ túc, thân mật thân thiết, nhưng chưa bao giờ thẹn thùng, hiện giờ lại có chút thẹn thùng nha, thật đúng là điềm lành. Dọc theo đường đi, hắn cưỡi ngựa chạy trước chạy sau, chiếu cố người hai nhà cực kỳ thỏa đáng hai vị liễu gia càng nhận người con rể này hơn tính đợi dàn xếp xong bắt đầu tính chuyện bọn họ đến quân nam lại là trời đông gió rét xung quanh là núi ngũ linh lại xanh ung tươi tốt không phải là mùa mưa tầm gian cũng an tĩnh giống như đứa trẻ ngủ say quân nam này xem ra không lạnh lẽo hại người như trong truyền thuyết chỉ là ẩm ướt hơn thôi mùa đông cũng không quá lạnh rất nhanh liền tới mùa xuân xem ra không đưa đám y y tới kinh thành là đúng nha liễu phu nhân nắm tay nữ nhi cực kỳ vui mừng liễu lão gia cũng gật gật đầu đúng vậy nghe dân chúng nơi này nói đất đai phù nhiêu thủy thổ dưỡng nhân lo lắng duy nhất chính là lũ lụt mùa hè chỉ cần có thể nghĩ cách tốt để giữ nước dù không có một ngày phục chức chúng ta cũng có thể an hưởng tuổi già ở nơi này rồi hai người ở huyện thừa dẫn về thôn nhậm chức không tính là quan chỉ là tiểu lại mà thôi vốn chức hương chính đều là người giàu bản địa đảm nhiệm nhưng tầm gian mấy năm nay liên tục lũ lụt, phàm là kẻ nhà có tiền liền sợ gia tài bị nước trôi đi, lại sợ mất mạng không thể hưởng thụ vinh hoa phú quý, đều đã rời đi, lúc này chức hương chính không có ai nguyện đảm đương, trong thôn nhiều người chạy nạn, phòng trống cũng rất nhiều. Liễu lão gia được dàn xếp làm hương chính ở liên hoa thôn, hai nhà cách 10 dặm, đều là láng giếng gần tầm gian, cao bác viễn sắp xếp nhà mình xong, chạy đến liễu gia phụ giúp, đốn củi nấu nước sửa lại cửa sổ, cho dù là việc nặng nhọc nào cũng làm gọn gàng ngăn nắp. Buổi tối liễu phu nhân đến phòng nữ nhi, mỉm cười nói, bác viễn đúng là lan quân khó có được, qua vài ngày nữa liền đính hôn cho các con. Y y ngồi ở bên giường theo khăn tay, mặt sáng theo cây liễu rất sống động, bên dưới còn một chữ kiên còn chưa theo xong. Y y, sao lại một chút cũng không vui mừng vậy? Không lẽ con không vừa ý bác viễn? Liễu phu nhân cao mày nói. Y y yên lặng thở dài, ngón tay đột nhiên bị chọc trúng, trong đầu có một bóng dáng mơ hồ chợt lóe lên, lại không thấy rõ là ai. Nương, con cũng không biết vì sao lại không vui, con cũng biết rõ bác viễn ca ca là người thích hợp nhất, người muốn đính hôn cứ định đi, chỉ là hình như con có đáp ứng ai đó một chuyện, cũng không nhớ ra được, con nghĩ, vẫn là đợi hoàn thành xong tâm nguyện này rồi mới thành thân đi, được, bác viễn cũng nói, không ép con, trước chỉ đính hôn là được liễu phu nhân chỉ biết lắc đầu, gần đây không biết nữ nhi bị làm sao, thỉnh thoảng lại im lặng, cứ như mất hồn, nam tử tốt như vậy cũng không xem ở trong mắt, nhưng cũng chỉ qua ba ngày, tám thôn mười dặm đều biết có một nam tử văn võ song toàn, bộ dáng tuấn lãng mới tới, nhiều nhà đều hy vọng gả nữ nhi cho hắn, cuối năm. Cao bá viễn cố ý vào núi ngũ linh săn bắn một đôi chim nhạn, làm lễ vật đính hôn cho liễu gia người trong thôn có mấy thợ săn bản lĩnh bắt được chim nhạn, cũng dùng một chim này thay làm sính lễ. Động tác này của Cao Bác Viễn một lần nữa làm anh động hai thôn, cái này cũng chưa tính là gì, xuân năm sau hoa đua nở, mọi người đều ở bờ sông, bắt đầu bàn bạc chuyện trị thủy, tài hoa của Cao Bác Viễn chính thức được mọi người tán thành, bởi vì hắn đưa ta kế sách có thể thi hành, lợi dụng mực nước không cao nắm bắt thời cơ ngăn lại, đề nghị mở rộng diện tích đất ruộng, xây đường thoát nước xung quanh khơi thông dòng nước các nam tử ở bờ sông nhiệt liệt bàn bạc các nữ nhân đưa cơm nước tới giúp chút việc nhỏ giờ ngọ giải lao không ít cô nương trẻ tuổi muốn đem đồ ăn trong giỏ của mình cho cao bác viễn ăn thử dù cho biết rõ người ta đã có đính ước nhưng hắn cứ lắc đầu không chịu chỉ cần vị hôn thê cửa hắn không đến tình nguyện bị đói cũng không ăn của người khác bác viễn ca ca rửa tay đi nàng cầm nước ấm đổ nước giúp hắn được. Kỳ thật hắn đã rửa rồi, chỉ là vẫn vui vẻ rửa lại lần nữa. Hôm nay có rễ cây mã thầy làm nhân bánh bao, huynh đến thử xem có ngon không. Nàng đem giỏ đưa tới trước mặt hắn, chỉ cần là muội làm, ăn đều ngon. Hắn cười sáng lạng, cười đến chói mắt, y y, tháng ba này là có thể giải quyết chuyện lũ lụt, cuối tháng ba chúng ta thành thân đi, vừa vặn xuân về hoa nở, ba ngày ta ở bờ sông làm việc, Buổi tối trở về sắp xếp nhà mới, hôm nào muội tới liên hoa thôn nhìn một cái, xem có thích không, nàng cúi đầu xuống, cười miễn cưỡng, hà tất phải gấp như vậy, ở bờ sông làm đã mệt rồi, buổi tối huynh cứ nghỉ ngơi thật tốt đi, đừng sắp xếp làm gì, không vội, muội không vội, ta vội. Hắn ghé tới tai nàng nói nhỏ, hấp dẫn ánh mắt xung quanh, nàng không nói gì, xấu hổ nhìn xung quanh, kéo giỏ đứng dậy, trong lòng có chút mất mát, tỷ tỷ ta còn muốn. Liễu nhẫn ăn chưa no ở bên cạnh hô, a à, được. Như được đại xá đi đến bên cạnh đệ đệ, lại đưa hai cái bánh bao cho hắn, xung quanh lại vang lên tiếng bàn tán, lần này nàng không để ý, biết khẳng định không liên quan đến mình, lại cảm giác có một bóng dáng cao lớn từng bước tiếp sát, dưới ánh mặt trời bóng dáng kia hoàn toàn bao phủ nàng, ta cũng muốn ăn một cái, được không, tim bỗng rung lên, giỏ đồ trong tay thiếu chút rơi xuống đất nàng ngẩng đầu vừa thấy là một vị công tử trẻ tuổi bộ dạng giờ phút này nàng mới hiểu hóa ra xung quanh bàn tán là vì hắn tưởng rằng cao công tử là mỹ nam tử trên đời khó gặp rồi không ngờ được lại còn có một vị giống như này bộ dáng lại đẹp như thế cao công tử người ta là nhi tử của hương chính người này cùng lắm chỉ là một du hiệp qua đường xin cơm mà thôi toàn thân hắn mặc y phục mà xanh tay áo còn có mấy chỗ bị nhánh cây quất vào bên hông đeo bội kiếm, xem ra đúng là một du hiệp đi đường phong trần mệt mỏi, không đợi nàng đưa bánh bao ra, chỉ thấy cao bá viễn ở phía xa bước vọt tới phía trước, giống như gà trống che chở gà mái, hận không thể mổ cho người kia một cái, ngươi là ai, sao có thể vô lễ như vậy, nhìn chầm chầm vị hôn thê của ta. Cao bá viễn trợn mắt hổ lên, người nọ yên lặng nhìn cao bá viễn. Mặc dù mặt không chút thay đổi, lại khiến xung quanh cảm nhận được sát khí lạnh lẽo cuối cùng hắn cũng không trả lời mà xoay người đi đến trước mặt liễu hương chính ôm quyền nói đại nhân tại hạ lý tử mạc người kinh thành vì tìm người thân nên tới đây thấy mọi người hợp mưu hợp sức xây dựng đường nước tại hạ cũng muốn góp chút sức lực xin đại nhân thành toàn tính tình liễu lão gia chính trực thiện lương cũng không nghĩ nhiều gật đầu đồng ý lý sưởng cũng không nhiều lời liền kéo tay áo lên làm đám thị vệ trốn ở nơi bí mật gần đó nhao nhao đỡ tráng thở dài, cửu vương điện hạ là tôn quý nha, quả thực không đành lòng nhìn thẳng, y y thấy hắn chuyên tâm làm việc, đến ăn cơm cũng chưa ăn, trong lòng không đành lòng, liền tiến lên đưa cho hắn hai cái bánh bao, hắn quay đầu nhìn nàng, lộ một nụ cười tươi như hoa, nàng cũng cười cười lại, nội tâm cao bác viễn tan vỡ rồi, đêm đó, lý sưởng tá túc ở liễu gia, ở cùng phòng với liễu nhẫn, cơm chiều nàng tự mình làm bún thịt, khóe môi không che hết ý cười, đảo mắt đã qua nửa tháng, người liễu gia đã không coi hắn như người ngoài. Cao bác viễn phát hiện hắn không đi làm, vội vàng truy hỏi nguyên nhân, liễu nhẫn nói là vì hôm qua trật chân, hôm nay ở nhà phụ tỷ tỷ nấu cơm, hắn giận dậm chân, ném xẻng liền chạy về nhà nàng, lại ở ngoài phòng bếp thấy được cảnh không muốn nhất nhìn thấy nhất. Nàng đang nhào bột bánh nướng áp chảo, hắn ngồi ở trên băng ghế châm củi nhóm lửa ôn nhu nói với nàng nàng có biết ta là tới tìm thân thích nào không không biết ta là tới tìm thê tử ta yêu nhất kiếp trước ta không quên chúng ta phải làm phu thê ân ái ba đời ba kiếp chỉ là lúc qua hoàng tuyền nàng không cẩn thận bị hoa bỉ ngạn sượt qua tay mất trí nhớ lúc ấy nàng gấp muốn khóc nhưng mà không sao ta đã bảo đảm với nàng ta sẽ nhớ rõ toàn bộ sẽ tìm được nàng hắn thâm nhìn nàng trong mắt ước lệ Nàng hoảng hốt, trên tay như bị phỏng, la hoảng lên, không có việc gì chứ. Đau không? Hắn vội vàng đứng lên, kéo tay nhỏ của nàng đưa lên môi thổi. Nàng hậu tri hậu giác phát hiện việc này không hợp lễ nghĩa, rút về để ra phía sau, ngập ngừng nói, "Ngươi cả ngày ở trong này làm việc, sao không đi tìm người thân?" Hắn bật cười, bởi vì đã tìm được rồi, "Yên Nhi, nàng chính là thê tử ta yêu nhất, là mẫu thân của hai nữ nhi nhà ta." Yên nhi, ta thích ăn bún thịt nàng làm nhất, một cây tia, cá nướng cây còn có, cao bác viễn sững sờ đứng ở ngoài cửa, nghe hắn ta nói với nàng rất nhiều điều. Hóa ra hắn ta cũng trùng sinh, khó trách hắn lại ngàn dặm xa xôi đuổi tới tuân nam này, nhưng mà, hắn vẫn không cam lòng, tối hôm đó, cửu vương tìm hắn, tâm tình ôn hòa theo sát hắn, muốn để hắn tâm phục khẩu phục rời khỏi, hắn không phục, đánh cược mạng sống kêu gào với cửu vương kêu gào, hoặc là trực tiếp giết hắn hoặc là để cho y y tự mình chọn cửu vương cực kỳ tin tưởng gật đầu không giết hắn không phải là vì không hận hắn mà là không muốn để nương tử thương tâm một đêm kia bọn hắn cùng tản bộ trên bờ sông tường đột nhiên vỡ hai bọn họ đều chạy tới lấy thân lấp lỗ để nàng đi lấy đại thụ buộc dây cứu mạng lúc nàng xoay người hai người đã bị nước cuốn đi sợi dây cũng chỉ có một cái căn bản không có thời gian suy nghĩ nàng rất nhanh đem dây thường ném cho bác viễn ca ca, lại nhảy vào trong nước, muốn chết cùng hắn. Cao bác viễn nhìn bóng dáng ôm nhau ở trong nước, cuối cùng đồng ý thừa nhận không có duyên với nàng. Hắn không cần sợi dây cứu mạng kia, thậm chí không thèm bơi, liền cứ như vậy trôi theo sóng, nghĩ cuộc sống cũng chỉ có như thế, chết có gì khổ. Cứu hắn là một lan trung hạ du cạnh bờ sông, chăm sóc hắn uống thuốc là một tiểu nha đầu vẫn chưa cập kê. Chưa thấy qua nhìn lại có chút quen mắt, khi hắn nghĩ thông suốt, quyết định quên nữ tử nhất định trở thành cửu vương phi kia, cũng chợt phát hiện, tiểu cô nương ôm ôm nhu nhu tỉ mỉ chiếu cố mình, thực ra là nương tử mạnh thì kiếp trước, lòng vòng dạo quanh, nhân duyên trời định, hà tất phải cưỡng cầu. So với cả đời nhớ đến thê tử người khác, không bằng đối xử tử tế với người nhà của mình, hắn hết bệnh rồi. Vừa vặn mạnh thì cũng phải rời khỏi nhà người thân rồi. Cao Bác Viễn vẫn không nhiều lời, chỉ yên lặng ghi nhớ ở trong lòng, ví như kiếp này chúng ta vẫn là phu thê, ta nhất định sẽ đối đãi nàng thật tốt. Chương 105, ngoại truyện, người như nước, làm công tử danh môn thế gia, quách chinh đến tuổi an bài hôn sự. Vị hôn thê là biểu muội nhà đại cửu gia, từ nhỏ ngang ngược chu xảo phượng, hắn không thích, nói với mẫu thân, nhưng vô ích, lại bị ngoại tổ mẫu nói cho một trận, cũng không thay đổi được gì toàn bộ từng bước tiến hành sau khi thành thân nàng quấn hắn làm nũng hắt giấm chua phàm là hắn phân phó nha hoàng làm cái gì người nọ khẳng định sẽ lọt vào trận trách phạt cực kỳ lạ tuy đều là làm sau lưng hắn nhưng quách chinh không ngốc trong lòng càng phiền vì trốn nàng hắn tìm đủ cơ hội rời khỏi nhà thậm chí để tiêu hết bực dọc nhỏ nhặt này liền chủ động xin lệnh hắn cực kỳ buồn bực không biết tới ngày nào mới gặp đúng người gặp được khổng hoáng hy là do ngẫu nhiêu cứu được một cô nương gặp nguy hiểm trong tay bọn ác bá dọc đường đi liền sinh tình nàng vốn là tài nữ trong huyện thành nhỏ có một lòng thanh cao vì hắn lại cam tâm làm tiểu thiếp lúc này quách chinh mới nếm được vui vẻ của một nam nhân lại không nghĩ rằng đứa nhỏ trong bụng cô nương hắn yêu thương lúc hắn phụng mệnh cùng thái tử đi nam tuần bị xảo phượng hại chết rồi hắn đã từng cầu xin mẫu thân khẩn thiết chiếu cố tốt cho nữ nhân và đứa nhỏ của hắn chu xảo phượng cũng ở trước mặt hắn thề đảm bảo sẽ không gây ra lỗi lầm trước đây nữa sẽ không bắt nạt nàng ta bi thương đến chết tâm lúc hắn xin lệnh xuất chinh cao ly là đã chết tâm rồi bị trọng thương trên trận chiến một khắc rơi xuống nước kia quanh thân hắn liền thoải mái cuối cùng đã giải thoát giải thoát rồi lại mở mắt ra thấy hai ba đôi mắt nhìn hắn đó là một ngư dân thuần phát thiện lương. Vóc người nhỏ gầy của lão quý tốn rất nhiều sức mới vác được hắn từ bờ biển trở về, lại mời đại phu tới trị thương cho hắn. Vậy mà không chết, quách chinh nặng nề thật lâu, không nghĩ ra vì sao ông trời không lấy mạng mình đi, cũng có chút xoắn suýt bản thân muốn tìm chết hay không. Bất tri bất giác trong thời gian dưỡng thương, hải tặc xâm nhập, xông vào nhà giết chết phu thê lão quý, còn cướp đi tiểu cần, chờ hắn nghe được động tĩnh, chịu đau xót ra ngoài đánh lại bọn hải tặc chỉ kịp nghe được nguyện vọng của lão quý hy vọng hắn chiếu cố thật tốt nữ nhi duy nhất của nhà bọn họ tiểu cần hắn đồng ý nắm bàn tay đầy máu tươi của ân nhân cứu mạng trịnh trọng hứa sẽ chiếu cố tiểu cần cả đời bảo vệ nàng thật tốt về sau hắn như tìm được lý do cho mình bởi vì hắn cách phát một trách nhiệm phải chiếu cố một tiểu muội muội còn chưa lớn lên chỉ là muội muội cũng tới ngày lớn lên Tuy hắn lấy tên giả Ngưu Ngốc, che giấu thân thế địa vị của mình, cũng không để lộ quá nhiều bản lĩnh, nhưng muội muội ngốc nghếch này lại vẫn yêu hắn. Nếu hắn thật sự chỉ đơn độc một mình, có lẽ hắn sẽ lấy nàng, cho nàng một đời an ổn, cũng cho mình một gia đình ấm áp. Dù sao ở dưới một mái hiên hai năm, tiểu cô nương đang ở độ tuổi thanh xuân, cũng sẽ có mấy nháy mắt khiến hắn có chút động tâm. Chỉ là, hắn không thể. Mặc dù lúc trời kinh thành, để bức Hưu thư lại nhưng trong lòng hắn rất rõ con cái đại gia tộc căn bản không thể quyết định hôn sự của mình bức hưu thư của hắn chỉ là để cho phụ mẫu tham khảo thôi bọn họ sẽ càng suy xét tới thể diện gia tộc với quan hệ với cửu gia ý kiến ngoại tổ mẫu tổng kết lại đời này sợ rằng không có ngày hòa ly rồi ngày ấy nhị đệ quách khải tìm tới cửa tại lúc hắn sắp thừa nhận thân phận chu lãng tới tận lực né tránh loạt suy nghĩ cuồn cuộn lên như thủy triều chu xảo phượng muội muội chu lãng là ác mộng của hắn lúc này tiểu cần mới biết thân phận thật sự của hắn tôn tử quốc công gia trưởng tử binh bộ thượng thư phó soái chinh đông quách chinh là một người nàng vĩnh viễn không thể với tới đêm nay quách chinh một đêm không ngủ nửa đêm nghe được tiếng khóc nàng cố gắng đè nén hắn yên lặng nghe trong lòng như có một nhát dao đâm vào miệng vết thương ngày hôm sau nàng đem ánh mắt khóc sưng vù đi tìm lão thái thái nhà bên, nhờ bà tìm cho nàng một mối hôn sự. Rất nhanh liền dẫn tới một thợ đánh cá ở thôn bên tới, lấy danh nghĩa xin chén nước gặp mặt một lần, khóe môi từ sinh nhết lên, liền nhìn ra được hắn cực kỳ mãn ý tiểu cần, mà quách chinh nghiêm mặt ngồi ở bên cạnh, hắn vừa kính trọng lại có chút sợ hãi, trời tối, quách chinh không uống rượu, mà tiểu cần không uống rượu, lại ngoại lệ uống ba chén. Tửu lượng của tiểu cô nương thấp, say mê rối tinh rối mù, ngồi trên mặt đất. Ông chân của hắn kể ra, nói nàng thích hắn, từ hai năm trước đã thích, vẫn trông ngóng sẽ gả cho hắn, nhưng lại chưa từng nghĩ tới thân phận hắn lại cao tới không thể chạm, tự dặn mình chặt đứt phần si tâm vọng tưởng này. Nói đến chỗ động tình, nước mắt tiểu cô nương lã chả rơi, trong lòng quách chinh cũng không chịu nổi, tiểu cô nương cẩn thận che chở hai năm, thật sự phải gả cho người khác, nghĩ lại liền khổ sở không thở nổi kỳ thật ta không muốn gả cho người khác, một chút cũng không muốn, nhỡ tối hôn thành thân đó ta không nhịn được khóc, thì làm sao bây giờ? Hắn có đánh ta không, tiểu cần khóc hu hu, sẽ không, muội yên tâm đi, ta sẽ không cho phép người khác bắt nạt muội. Hai mắt quách chinh trống rỗng vô hồn, nhưng mà nhưng mà ta phải gả cho người ta, huynh có năng lực như thế, ta cũng không cần sống chết nữa, đánh chết ta sớm một chút càng tốt ta liền chờ kiếp sau có duyên gả cho huynh hai mắt tiểu cần đã không mở ra được nằm ở trên đùi hắn ngủ quách chinh đem bàn tay sẹo vỗ về đỉnh đầu nàng đôi mắt thâm sâu làm gì có kiếp sau cả đời này thật sự đã bị chu xảo phượng trói buộc cả đời rồi nhìn nữ nhân mình yêu thương ôm hận mà chết sao không hắn đã có lỗi với hoáng hy rồi không muốn có lỗi với tiểu cần nữa chu xảo phượng quách chinh ta bị ngươi làm khổ mấy năm nay là người đã chết một lần, sau này, ta cũng không cần để ý ngươi nữa. Phụ mẫu coi như nhi tử hiểu biết của mọi người đã không còn đi, cuộc đời khổ cực, còn mấy năm này, con muốn sống vì chính mình. Quách Chinh ôm lấy tiểu cần say sưa lên giường nàng, ôm nhu rút vớ giày cho nàng, đắp kính chăn lại. Buổi sáng tiểu cần tỉnh lại, cảm thấy đầu có chút đau, dụi dụi mắt, chỉ thấy Quách Chinh ngồi ở ghế dựa cạnh giường, thấy nàng thức dậy, liền đưa một chén nước ấm qua. Tiểu cần, ta đã nghĩ rồi nếu cứ trốn tránh như vậy không bằng chúng ta nói chuyện một chút thân phận của ta muội cũng đã biết ta không dám cưới muội cũng không phải không thích nữ nông gia mà là trong nhà ta đã có thê tử mà nàng ta còn là một người nhẫn tâm ghen tỵ trước kia ta từng có một tiểu thiếp đã bị nàng ta hại chết rồi nhưng nàng ta là biểu muội của ta ta không thể giết nàng ta báo thù cho hoáng hy chỉ có thể tới nơi khác rời khỏi nhà cũng không muốn trở về ta biết trong lòng muội có ta, không sợ vết sẹo trên mặt ta, nguyện ý theo ta nửa đời sau. Chỉ là, tiểu cần cúi đầu nhìn y phục chỉnh tề trên người mình, liền ngồi dậy, bóp trán, cúi mắt xuống nói, giống như thân phận của ta vậy, chỉ sợ làm thiếp cho huynh cũng không được, kỳ thật chỉ cần có thể ở cạnh huynh, ta không cần danh phận, làm nô tỳ cũng được, sắc mặt quách chinh ngưng lại nhìn nàng, rất lâu mới nói, ta sẽ không để muội làm nô tỳ ta sẽ cưới muội là thê tử để người cả thôn làm chứng chúng ta vẫn sống ở nơi này như cũ kinh thành kia đã không liên quan tới ta rồi nhưng mà có lẽ sẽ có một ngày bọn họ tìm tới chỗ này khiến muội phải đối mặt với rất nhiều điều không thể chịu nổi muội phải chuẩn bị tâm lý tiểu cần sợ hãi nâng mắt lên khó nén vui mừng sợ hãi thật vậy chăng chúng ta thật sự có thể thành thân sao nếu như vậy ta nguyện ý sau này cùng huynh có phúc cùng hưởng. Quách Chinh bước tới phía trước một bước, ngồi xuống mép giường, cầm tay của nàng, được, chúng ta cứ quyết định như vậy, có phúc cùng hưởng, cùng tháng, dưới sự chủ trì của Lý Chính, tổ chức hôn lễ đơn giản. Quách Chinh cũng không báo cho đệ đệ Quách Khải, dù sao thân phận thứ sử của hắn cũng quá dọa người, người trong thôn đều sợ. Chung quy, hắn vẫn lo lắng mẫu thân với Chu xảo phượng tìm tới, mang theo tiểu cần rời khỏi chỉ an bài người đưa cho quách khải một phong thư nói là tìm một nơi đặt chân cuối cùng coi như thông báo cho hắn một đường xuôi nam đi đến vân sơn đài non xanh nước biết phát hiện tiểu cần mang thai liền ở lại trong một thôn nhỏ quách chinh viết thư cho quách khải nói cho hắn biết nơi mình dừng chân lúc nhận được hồi âm lại cực kỳ ngoài ý muốn gỡ được khúc mắt nhiều năm trong thư nói chu xảo phượng cắt đứt tình cảm với quách chính khám phá hồng trần hiểu rõ cuộc đời ảo diệu, đến am ni cô tu hành rồi. Chu gia cũng cho quách gia một lời rất sảng khoái, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của chu gia, từ nay về sau quách chinh có thể cưới người khác, duy trì hương hỏa. Hoàng thượng cũng nghe nói quách chinh bị thương nặng mất trí nhớ, hiện giờ nếu hắn vui vẻ ở nơi hương giả liền để hắn đi, chỉ là không thể để nhân tài văn võ nhiều năm làm một nông phu, liền phong cho hắn làm huyện lệnh trấn tu võ hy vọng hắn có thể tạo phúc cho dân chúng một phương. Hôm nay, thứ sử đại nhân tự mình dẫn ba nha dịch tới đón phu thê quách chinh, dọc theo đường đi chậm rãi vào trấn tu võ, thứ sử vì có việc liền rời đi. Phía trước vẫn khu chiên dẹp đường như cũ, quách chinh ngồi ở trên ngựa suy nghĩ tung bay, lại đột nhiên bị một đống người cãi nhau ngăn lại. Đám nha dịch đang muốn quát mọi người lui ra, quách chinh khoát tay, kéo dây cương yên lặng đứng ở phía sau đám người, xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì hắn nhìn từ trên cao xuống, nhìn thấy cực kỳ rõ ràng. Một phụ nhân đầu tóc bù xù quỳ trên đất, ông một nam tử sắc mặt tái nhợt, nam tử kia chỉ mặc đồ trong, hai chân để trần, nhìn giống như bệnh nặng trên giường, bị người ta ném ra, quan uổng, quan uổng quá, cây sâm núi kia là ta đổi trang sức mua được, căn bản không phải trộn, mọi người xem xem, ta xuất thân danh môn thế gia, sao có thể nói dối, phụ nhân kia khóc ròng nói, thân thể quách chinh cứng đờ giọng nói này thật quen tai, lại có chút xa lạ, là khẩu âm kinh thành. Lại nhìn kỹ dung mạo của người kia, tóc bay rối loạn thật sự nhìn không rõ. Một viên ngoại ở bên cạnh khẩu âm bản địa nói, mọi người cẩn thận nhìn xem này, đôi phu thê này là xuất thân danh môn sao. Lúc vừa tới thuê phòng chỗ ta, coi như đại lượng, lập tức đưa ra tiền thuê nửa năm, ăn uống cũng coi như xa xỉ. Hiện giờ nam tử kia bị bệnh, nữ nhân không có các bạc nào, liền cất tiền thuê đã nửa tháng, làm gì có nhiều bạc mà mua một cây sâm núi. Không dám lừa các vị, đây là do con ta năm trước thi đậu tiến sĩ mua từ Kinh Thành, cố ý hiếu kính ta, không nghĩ tới lại bị khách thuê này trộm đi, mạnh miệng nói là nàng ta mua, mọi người nhao nhao gật đầu, không hề nghi ngờ lời viên ngoại kia nói, nhao nhao chỉ vào phụ thân kia trách mắng, đủ các câu ô uế. Nữ nhân kia giống như là quen được nuông chiều, chưa bao giờ chịu ủy khuất như vậy, cả người phát trung chỉ vào viên ngoại kia nổi giận mắng ta nói cho ngươi biết ta ở kinh thành là đại tiểu thư quận vương phủ sao có thể cho ngươi nói xấu như vậy người chờ đi ta tới huyện nha kêu oan nhất định phải để huyện thái gia trị tội ngươi lúc này có người đột nhiên nhìn thấy cờ lệnh huyện lệnh xem náo nhiệt hô lên huyện thái gia tân nhậm đến đây ngươi cứ kêu oan đi chu xảo phượng nâng hai mắt đầy hơi nước lên nhìn về phía quan gia cưỡi ngựa phía trên nàng không nhìn thấy rõ, chỉ nhìn quan phục trên người hắn, xác nhận là huyện Thái Gia không sai, liền buông nam nhân trong tay ra, khóc lớn quỳ tới, đại nhân, đại nhân ta bị oan, điêu dân này hắn là kẻ xấu. Ta đem trang sức đáng giá của mình đưa cho nương tử hắn, nhờ nàng mua sâm tới cứu phu quân ta, hắn lại giữ làm của riêng, còn đổ oan cho ta, đại nhân xin người minh xét, quách chinh lạnh lùng nhìn. Như không thể tin được cảnh tượng trước mắt, không phải nói ở am ni cô tu hành sao, sao lại ở cùng với một nam nhân. Nhìn sắc mặt nam nhân kia, tuy đã trắng bệt tiều tụy, lại có chút quen mắt, hình như là thị vệ quận Vương Phủ. Để bản huyện quyết định có ngươi, ngươi có chứng cứ chứng minh mình trong sạch không? Phu quân trong miệng ngươi là ai? Quách Chinh lạnh lùng nói, nghe ra giọng nói này, thân thể chu xảo phượng bỗng nhiên dựng rung lên, không tin nổi ngẩng đầu nhìn người kia thị vệ nằm trên mặt đất lạnh lẽo cũng chậm rãi mở mắt ra, chặt chẽ nhìn chầm chầm quách chinh, đột nhiên phun một bún máu, đầu vô lực buông thõng xuống, nam sơn, nam sơn. Chu xảo phượng xoay người lại ôm lấy đầu hắn, khóc lớn tiếng, đều do ta, do ta nếu không phải tại ta lãng phí, lại còn bị lừa, bạc chúng ta mang cũng đủ dùng mấy năm rồi. Là ta hại chàng, chàng mưa gió làm việc cực khổ, mới khiến cả thân bị bệnh ta có lỗi với chàng thật xin lỗi nàng nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía viên ngoại hắn ta biết nàng không có chứng cứ không hề sợ hãi nhìn lại bỗng nhiên nàng quay mặt nhìn về phía huyện thái gia đại biểu ca ta bị oan huynh cũng biết ta sẽ không trộm đồ huynh không thể tha cho hắn mọi người kinh hãi huyện thái gia là biểu ca của phụ nhân này quách chinh cười lạnh ngươi cũng có ngày bị oan hiện giờ ngươi cũng biết cảm giác của hoáng hy năm đó rồi nàng bị ngươi ép tới chết ta lại vì mặt mũi hai nhà không thể báo thù rửa hận cho nàng hiện giờ quận vương phủ a lãng làm đương gia hắn đương nhiên sẽ xem xét lại huyết mạch tình thân mà tha cho ngươi một cái mạng hôm nay đúng là báo ứng trời xanh có mắt cho ngươi nếm tử cảm giác này ngươi chu xảo phượng trợn tròn mắt tiểu cần ngồi ở phía sau đợi không thấy đội ngũ phía trước đi tiếp lo lắng quách chinh có chuyện liền ôm bụng to đi tới phía trước quách chinh thấy nàng đến đây vội vàng nhảy xuống ngựa, thân thiết đỡ nàng, ôm nhu nói, gặp một án tử, liền thẩm án tại chỗ luôn, nàng không cần lo lắng, tiểu nha hoàng bên cạnh nói, phu nhân, bên ngoài gió lớn, vẫn lên vào trong xe ngựa ngồi đi, chu xảo phượng ngây ngốc nhìn tiểu cần, cũng không phải quốc sắc thiên tư gì, thậm chí còn kém hơn mình một chút, nhìn thế nào cũng là cô nương thôn giả, nhưng nàng lại chiếm được người nàng ta cả đời không thể với tới. Nhất là cái bụng cao ngất kia là nàng từng đêm trong mong nhất. Chu xảo phượng đột nhiên đứng dậy, rút bội kiếm của nha dịch bên cạnh. Ngươi làm gì? Quách chinh quát một tiếng, phản ứng đầu tiên là che ở trước mặt tiểu cần, dùng thân thể bảo vệ nàng. Chu xảo phượng cười khổ, làm gì? Một cô nương yếu đuối như ta còn có thể đánh thắng ngươi, đi tổn thương hài tử ngươi sao, thôi, là ta nợ ngươi, trả lại cho ngươi. Nàng đột nhiên cầm dao quẹt qua cổ, máu tươi phun trào, nháy mắt mất mạng. Lúc chậm rãi nhắm mắt, nàng lại thấy được hôn lễ long trọng của mình, đêm động phòng hoa chúc phu quân không vui. Về sau hắn mang về nhà một tiểu thiếp, còn có một khắc khổng hoáng hy đánh lên sư tử đá ở cửa chứng minh trong sạch, nếu có kiếp sau, nàng sẽ không sống như vậy nữa. Buông tha người khác, cũng là thành toàn cho mình, chương 106, ngoại truyện, duyên tới là nàng. Lý Duy trong thuộc nữ dụ phu không nhắc tới nhiều, không thấy mấy người có hứng thú với hắn, cho nên một chương này chỉ chích ít nội dung trong chính văn ra còn lại đại bộ phận là tác giả viết tặng thêm mới gặp thế công tử vô song một đám thiếu niên cưỡi ngựa trên hoa cỏ màu xanh thế tử lý duy cả người màu tím dẫn đầu giống như viên minh chân chói mắt tuấn giật độc nhất vô nhị xa xa liếc mắt một cái lồng ngực các tiểu cung nữ liền đập thình thịch cửu vương là đệ đệ ruột của hoàng thượng dưới một người trên vạn người là nhi tử duy nhất của cửu vương Thế tử Lý Duy từ nhỏ được nâng niu trong bàn tay lớn lên, trên người mang theo tôn quý với khí phách bẩm sinh. May mắn, hắn không hề kiêu căng, vẫn thiện lương săn sóc như cũ. Một tiểu cung nữ ném bóng sai hướng, Trường Phong công chúa muốn phạt nàng ta 200 trượng, kia chẳng khác nào đánh chết luôn. Lý Duy mặt trầm xuống ngăn lại, "Trường Phong, hoàng thượng đã cảnh cáo ngươi, không được tùy ý đánh chửi cung nữ, thái giám hoang hồn chết dưới tay ngươi không ít sao? Cung nữ gầy yếu như vậy, một trăm trượng đã đủ lấy mạng nàng rồi lý trường phong ngẩng đầu trừng mắt nhìn lý duy không cần ngươi xen vào việc của người khác nàng ta làm sai phải bị phạt dù sao bản cung cũng không cần nàng ta nữa chết cũng xứng đáng tiểu cung nữ quỳ trên mặt đất lạnh run một chữ cũng không dám nói đám cung nữ ở bên cạnh đều biết trường phong công chúa rất tàn nhẫn lén đồng tình nhìn nàng ta lý duy nói được nếu ngươi không muốn nàng ta muốn ta dẫn nàng về cửu vương phủ ngươi không được hỏi đến trường phong công chúa cười khúc khích được thôi thấy nàng ta cũng có chút tư sắc ca ca đã thích cứ lấy đi một tiểu cung nữ mà thôi với công chúa mà nói thậm chí còn kém hơn con mèo con chó đường ca đã muốn sẽ đưa nhân tình thôi lý duy nhìn tiểu cung nữ bị dọa ngốc một cái gọi thị vệ mã xuyên đưa nàng xuống có thể đi cùng thế tử gia về cửu vương phủ lần này ánh mắt đồng tình của các cung nữ ở xung quanh đã biến thành hâm mộ trở về cửu vương phủ hắn đem tiểu cung nữ gầy yếu này ra sau đầu mã xuyên ném nàng cho quản gia vội vàng đi làm chuyện của mình quản gia lần này đúng là gặp chuyện khó đây là nữ nhân đầu tiên thế tử gia đưa về nhìn gầy gầy nho nhỏ cũng không phải quốc sắc thiên tư an bài thấp sợ chủ tử mất hứng an bài cao lại sợ hiểu lầm ý bất đắc dĩ đành phải đưa tới trước mắt cửu vương phi xin vương phi định đoạt mới nghe thế tử mang cung nữ trở về cửu vương phi cũng kinh hãi đánh giá trên dưới một hồi cảm thấy cô nương này cũng không phải nữ tử mê hoặc gì hơi yên tâm gọi mã xuyên tới hỏi mới hiểu được chỉ là thuận tay cứu mạng không phải thế tử nhìn trúng nàng đã là thế tử cứu liền an bài trong viện của hắn đi luôn không cẩn thận với nha hoàng cũng không tốt cửu vương phi nói nàng vài câu để quản gia dẫn nàng đi nàng ta nhìn từng ngọn cây cọng cỏ xa lạ trong cửu vương phủ, kích động đến cả đêm không ngủ được, thế tử tung hoành ngang dọc, vậy mà bỗng nhiên biến thành chủ tử của mình, cho dù mỗi ngày rửa chân sách giày cho hắn, nàng cũng vui mừng, vừa rồi bị dọa cho mơ hồ, vậy mà quên mất cảm tạ thế tử, nàng ôm bụng suy nghĩ loạt từ cảm tạ, nhưng thế tử có mấy ngày rảnh rỗi về tẩm điện, chỉ ở trong thư phòng nghỉ ngơi. Nàng không dám tùy tiện đến quấy rầy, chỉ tận tâm tận lực quét sạch nhà cửa, đem bồn hoa chăm sóc lên tươi tốt. Cây hoa sơn trà này sống lại rồi hả? Lý Duy nhìn lá non đang lớn lên, cực kỳ kỳ quái. Nàng không nghĩ tới thế tử sẽ đột nhiên xuất hiện trong tẩm điện, sững sờ đem mấy lời cảm tạ quên hết sạch, chỉ ngây ngốc đáp, "Nô tỳ thích bạch sơn trà này nhất, hiểu sơ cách chăm sóc chúng." Không nghĩ tới thế tử gia cực kỳ hài lòng gật gật đầu, "Tốt tốt." Tư Mã Duệ vẫn đánh cược với ta nói bản thế tử không nuôi sống được cây hoa này, người cứ chăm nó thật tốt vào, quay đầu ta nhìn ngươi một cái, vâng ạ. À. Nàng vui sướng đáp lại, ôi chao, đúng rồi, ngươi tên là gì? Lý Duy hỏi, nô tỳ ở trong cung tên Hồng Loan. Nói tới hai chữ trong cung, thân thể nàng hơi run run. Lý Duy đương nhiên biết thuộc hạ dưới tay trường phong công chúa Điêu Hoa bốc đồng sẽ không có kết cục tốt, nhìn gương mặt tiểu cô nương trong sáng như bạch sơn trà sau mưa lại cười nói về sau người liền tên là tiểu trà đi hoàng